Thôn Vệ Tinh không tập 570 và tập 571, Phóng thích nguyên tổ, siêu thoát luân hồi, thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. La Phong nhìn khí lưu hỗn độn vô tận xa xa, lặng lẽ trầm tư. Hắn sớm đã hoài nghi, từ nguyệt thủy tổ hẳn là không có trong vũ trụ nhỏ, nếu không, cũng không đến mức bước tới mức đó mà chưa bao giờ ra ngoài. Đương nhiên, cũng có một loại tình huống đặc thù gì đó, như từ nguyệt thủy tổ bị cấm cố trong vũ trụ nhỏ không thể ra ngoài, vậy mình hủy diệt vũ trụ nhỏ bằng là phong thích tử nguyệt thủy tổ ra nhưng la phong cũng sớm có chuẩn bị không nói giới thú vương giả ma la tát chính là tương đương với hư không chân thần có thể nói là quét ngang tất cả hư không chân thần ít nhất tử nguyệt thủy tổ khẳng định không cả nổi nó còn mình cũng có thể thi triển liệt nguyên thuật liệt nguyên thuật chính là bí thuật ý chí trí cao cao cấp hơn cả bí thuật thần nhãn thậm chí đủ để làm các thần vương phải điên cuồng mặc dù ý chí của đối thủ tương đương nếu một bên có liệt nguyên thuật cũng có thể làm đối thủ bị ảnh hưởng lớn về thực lực thậm chí còn hôn mê la phong lại còn ý chí hóa thánh nữa có thể nói như thế này với ý chí hóa thánh nếu bị la phong công kích ý chí là trăm phần trăm phải ngã xuống mà la Tát năm đó đều từng thử ăn vũ trụ nhỏ của đông đế thủy tổ tử nguyệt thủy tổ cũng xác nhận ý chí đông đế thủy tổ mạnh hơn tử nguyệt thủy tổ yếu hơn một chút trong các hư không chân thần không ít người ý chí đạt tới vĩnh hằng chân thần nhưng tới ý chí hóa thánh thì rất ít khả năng La Phong lắc đầu, Từ Nguyệt còn kém Đông Đế một chút, càng không thể ý chí hóa thánh. Bất luận là Đông Đế hay Tử Nguyệt, đều đã siêu thoát luân hồi, La Phong thầm nói, có sinh mạng vô hạn, như vậy họ rốt cuộc ở đâu? Vũ trụ hải quá thần bí. Tỷ như tấn chi thế giới đã có một vài vĩnh hằng chân thần như tứ đại tướng quân, điều này làm La Phong cũng hiểu, mình tuyệt không phải là vô địch, sau đó La Phong mới muốn giấu giới thú vương giả làm một át chủ bài. Vèo, La Phong dẫn Ma La Tát bắt đầu phản hồi vũ trụ nguyên thủy trong hư không ngân hà thánh địa đi chúng ta đi tổ thần giáo hỗn độn thành chủ có vẻ vô cùng kích động la phong mới từ trong vũ trụ hài trở về hỗn độn thành chủ đã lôi la phong đi tổ thần giáo chuẩn bị yêu cầu phóng thích ra nguyên tổ hắn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi ưm la phong cũng cười đáp hai thầy trò sóng vai mà đi chẳng mấy chốc đã đến tổ thần cung của tổ thần bí cảnh bước vào tổ thần cung trên tổ thần cung có ba vị tổ thần đang ngồi ba vị hỗn độn thành chủ nói thẳng chắc hẳn các ngươi cũng biết ý đồ của chúng ta hạo kiếp giới thú đã qua ý chí bản nguyên cũng hẳn là tuân thủ lời hứa của mình lúc trước thả nguyên tổ của nhân loại ta ra ba vị tổ thần nhìn xuống phía dưới tổ thần già nua mở lời nói hỗn độn thành chủ không cần phải sốt ruột ý chí bản nguyên đã hứa tự nhiên sẽ làm được lúc trước ý chí bản nguyên đã cáo chi cho chúng ta tổ thần thiếu niên cũng nói lần này la phong giải quyết hạo kiếp giới thú có công hiến cực lớn, tự nhiên có thể phóng thích nguyên tổ, chắc hẳn bây giờ ý chí bản nguyên đã bắt đầu phóng thích nguyên tổ rồi, chờ một lát, nguyên tổ hẳn là sẽ xuất hiện ngay tại Tổ Thần Cung. Đã bắt đầu phóng thích rồi. Hỗn Độn Thành chủ kích động, La Phong cũng chờ mong. Mình dù chưa từng được nguyên tổ chỉ dẫn dạy bảo, nhưng nguyên tổ có ảnh hưởng tới tộc nhân loại vô cùng khổng lồ. Có thể nói như thế này, nguyên tổ là người dẫn đường nhân loại quật khởi, cự phủ và Hỗn Độn là người gìn giữ nhân loại. La Phong là người khai phá đưa nhân loại lên cảnh huy hoàng. Xin chờ một chút. Song diện tổ thần cũng nói. Hỗn Độn Thành Chủ và La Phong cũng đứng bên trong đại điện, im lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên một chấn động cường đại xuất hiện bên trong đại điện, chỉ thấy trong đại điện không gian méo mó, thoáng xuất hiện một không gian trùng động, một thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt xuyên qua không gian trùng động, xuất hiện trong đại điện. Cảnh này làm Hỗn Độn Thành Chủ run cả người, trong mắt hắn đầy vẻ kích động. Thân ảnh rõ ràng dần chính là một nam tử áo trắng nơi hắn tới như cả thời gian không gian đều bị hắn làm ảnh hưởng tất cả đều trở nên an bình và yên lặng sư phụ hỗn độn thành chủ tiến lên một bước rồi thuấn gì tới trước người nam tử áo trắng quỳ xuống nước mắt chảy ròng ròng bao lâu rồi đợi bao lâu rồi nguyên tổ vừa là sư phụ vừa là cha nguyên nhân chính là vì phải thủ hộ cục diện mà nguyên tổ khai sáng hỗn độn thành chủ vô cùng cẩn trọng không dám buông lòng chút nào chăm chỉ quản lý toàn bộ tộc quần nhân loại, thời gian đẳng đẵng, chuyên tâm trí công vô tư vì tộc quần, thậm chí còn thu đệ tử, bồi dưỡng đệ tử, tất cả đều là vì tộc quần, cũng làm cho cường giả nhân loại đều vô cùng khâm phục hỗn độn thành chủ. Họ làm sao biết được, hỗn độn chỉ là muốn thủ hộ tất cả những gì sư phụ lưu lại, không muốn nhân loại suy bại. Đừng như một hài tử thế. Nguyên tổ cười nâng hỗn độn dậy. Hỗn độn lúc này mới đứng lên. Nguyên tổ nhìn hỗn độn, lập tức thở dài. Đáng tiếc, cự phủ không có ở đây trong mắt hỗn độn cũng có vẻ thương cảm cự phủ đã bị giới thú giết chết may mà cuối cùng la phong giải quyết xong hạo kiếp giới thú cũng đưa trí bảo cự phủ thần phủ về lần này la phong trở về tự nhiên cũng mang thần phủ về các lãnh đạo tộc nhân loại đều biết được việc này ai nấy cũng hơi cảm thán hắn mà có thể thấy cục diện bây giờ cũng sẽ rất vui nguyên tổ khẽ thở dài tiểu tử đó vốn lỗ mãng rất thích mạo hiểm lúc trước ta đã cảnh cáo nhiều lần nếu hắn có thể có trầm ổn một nửa của ngươi đã không đến nỗi chà không đề cập tới việc này nữa không đề cập tới nữa dám nói cự phủ là một hài tử e rằng cũng chỉ có nguyên tổ thôi người đi theo bên người nguyên tổ sớm nhất chính là cự phủ sau đó hắn lại nhận đại đệ tử hỗn độn ba người họ từng đi cùng nhau rất lâu hỗn độn giống như tiểu đệ đệ cự phủ là đại ca ca còn nguyên tổ như cha chúc mừng nguyên tổ có thể tự do ba vị tổ thần đều đi tới họ cũng rất không phục có thể xem là nhân vật tuyệt thế ban đầu của vũ trụ nguyên thủy lập tức ba người này cũng nhìn vào la phong mặc áo bào trắng xa xa nguyên tổ áo bào trắng la phong áo bào trắng tộc nhân loại một người đầu kỳ một người trung kỳ đưa ra hai nhân vật vô cùng chói mắt hai người có phong cách hoàn toàn khác nhau nguyên tổ bình an yên ả à, làm cho những cường giả khác đối mặt với hắn đều cảm giác gió xuân la phong là một thanh lưỡi sao ngút trời tuy nói hắn vẫn xử sự khách khí nhưng luồng sắc bén, luồng ngoài ta còn ai, luồng kiên định thẳng vào bản tâm một cách tuyệt đối, lại đủ để làm cho bất kỳ ai đối mặt với hắn phải sợ hãi. Cảm ơn. Nguyên tổ liếc nhìn ba vị tổ thần, cười gật đầu. Hỗn độn, La Phong. Nguyên tổ cũng liếc nhìn La Phong thật sâu. Chúng ta đi đi. La Phong gật đầu. Hắn cảm giác được nguyên tổ có không ít lời muốn nói với hắn, chỉ là nơi này chính là tổ thần cung, không phải nơi nói chuyện. Đi. La Phong gật đầu lúc này ba người hư không tiêu thất khỏi tổ thần cung ba vị tổ thần nhìn ba tồn tại đỉnh cao nhất tộc nhân loại rời đi không khỏi nhìn nhau song diện tổ thần không kìm được cảm thán nguyên tổ trở về tộc nhân loại có nguyên tổ có la phong sẽ huy hoàng quang vinh hơn nữa nguyên tổ bị ý chí bản nguyên chấn áp tổ thần già nua nói la phong thì đến cả ý chí bản nguyên cũng không muốn trêu vào đáng sợ hơn nữa hai người bọn họ đều là tộc nhân loại tộc nhân loại tương lai sẽ như thế nào chứ? Chỉ cần hai người bọn họ, nói về cảnh giới sợ có thể dễ dàng đạt tới cấp hư không rồi, vũ trụ hài chúng ta, sợ là phải có thêm hai thánh địa vũ trụ nữa. Tổ thần thiếu niên cũng nói, ai cũng biết, khi La Phong vừa giải quyết xong hạo kiếp giới thú, sẽ không còn ngoại địch nữa, tộc nhân loại chắc chắn nghênh đón một thời gian dài phồn vinh, vài vạn ức kỷ nguyên kế tiếp, tộc nhân loại tự nhiên sẽ kiệt lực bồi dưỡng cho đời sau, để tộc quần càng thêm cường đại hơn nữa, còn nguyên tổ trở về càng làm cho tộc nhân loại như hổ thêm cánh. Sự cường đại của nhân loại chỉ có thể làm cho các tộc ngưỡng mộ, không có một ai dám sinh ra tâm đối địch. Lãnh thổ nhân loại, Ngân Hà Thánh Địa, Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ, La Phong, ba người vừa đi vừa nhìn chung quanh. Xem những cửa thông đạo vũ trụ kia. Nguyên Tổ cười cảm khái. Cả vũ trụ Nguyên Thủy, mỗi chân thần đều có cửa thông đạo vũ trụ ở đây. Ha ha ha, ta năm đó nghĩ như thế nào đi nữa cũng không tưởng tượng được cảnh hôm nay. La Phong Nguyên tổ quay đầu nhìn về phía La Phong Ta bị chấn áp rất lâu Con mới xuất hiện Từ rất sớm ta đã bắt đầu chú ý tới con Vốn chỉ nghĩ tộc nhân loại ta sẽ sinh ra một vị chân thần mới Chứ không nghĩ rằng Con có thể tới bước này Thậm chí có thể cứu ta ra Ơn của con Ta cũng khó mà báo đáp Nên ta chỉ biết cúi đầu cảm ơn La Phong vội đưa tay ngăn lại Không được Nghiêm khắc mà nói Nguyên tổ chính là sư tổ mình Có ân chính là có ân nguyên tổ bị la phong thoái thác cũng không bái được chỉ có thể nửa bái thôi người không cần quá quan tâm sư phụ cứ như vậy hỗn độn thành chủ một bên bất lực nói la phong thấy thế vội đổi đề tài được rồi nguyên tổ con luôn nghi hoặc sư tổ năm đó rốt cuộc làm cái gì mà lại dẫn đến việc ý chí bản nguyên chấn áp ngươi thậm chí trước kia lúc yêu cầu phóng thích sư tổ ý chí bản nguyên đưa tin nói là bị hạn chế quy tắc trí cao căn bản không thể thả sư tổ ra đợi lần này giải quyết xong hạo kiếp giới thú mới thả sư tổ ra đúng rồi sư phụ hỗn độn thành chủ cũng nói sư phụ lúc trước khi đề cập với con về việc này nhưng cũng chỉ nói mơ mơ hồ hồ rốt của tình huống nào chỉ biết là nguyên tổ và ý chí bản nguyên rất đối địch thậm chí khai chiến về phần mục đích căn bản nhất hắn lại chẳng biết không vội nguyên tổ lắc đầu cười la phong ta nghe nói con hủy diệt tử nguyệt thánh địa vũ trụ à Dạ. La Phong gật đầu, việc này sớm đã truyền ra, nguyên tổ khống chế vũ trụ giả định sao lại chẳng biết. Ta muốn hỏi, sau khi hủy diệt tử nguyệt thánh địa vũ trụ, tử nguyệt thủy tổ đi đâu? Trong mắt nguyên tổ có vẻ hơi chờ mong. Hắn ở đâu? Hắn đã siêu thoát luân hồi, có sinh mạng vô hạn, mặc dù vũ trụ nhỏ tan biến, tộc quần, vũ trụ chi chủ, chân thần ký thác trong vũ trụ nhỏ đều sẽ chết, nhưng bản thân tử nguyệt thủy tổ hẳn là vẫn còn sống, còn có thể thấy hắn chứ? La Phong lắc đầu. Không có, không thấy. Không có. Nguyên tổ giật mình. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chỉ là thần lực hóa thân. Nguyên tổ kinh ngạc đứng sững. Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là, sớm biết như vậy, sớm biết như vậy, ta đã không đi lên con đường này. La Phong và hỗn độn thành chủ nhìn nhau. Làm sao vậy? Nguyên tổ vẻ mặt phức tạp. Các con không phải muốn biết ta bị nguyên nhân chấn áp sao. La Phong và hỗn độn thành chủ đều lắng nghe cẩn thận lúc trước ta nhanh chóng quật khởi nguyên tổ từ từ nói đến cả thời đại luân hồi đệ nhất thời đại luân hồi đệ nhị cũng không có một ai là đối thủ của ta tung hoành vũ trụ hải ta lúc đó đã là vô địch nhưng ta vẫn luôn đề phòng hai đại thánh địa ta mặc dù nói là vô địch nhưng không tự đại tới mức dám nói mình là đối thủ của thủy tổ hai đại thánh địa nguyên tổ nói ta suy nghĩ vì sao thủy tổ hai đại thánh địa luôn không ra mặc dù hai người bọn họ siêu thoát luân hồi chính thức vô địch rồi cũng không đến mức giam mình bên trong thánh địa vũ trụ trừ phi là họ không có cách nào ra ngoài nguyên tổ nói lúc đó ta đã hoài nghi xông vào luân hồi là một âm mưu âm mưu la phong hỗn độn thành chủ cả kinh lúc đó ta đoán tất cả đều là âm mưu của ý chí bản nguyên nguyên tổ nói nhưng sau khi ta bị chấn áp ta đã tiếp xúc tới quy tắc trí cao ta lúc đó mới hiểu được ta lầm ta quá lầm tất cả vận chuyển trong vũ trụ hải đều có quy tắc trí cao ý chí bản nguyên cũng chỉ là khống chế tất cả những gì bên trong vũ trụ nguyên thủy nó căn bản không thể cưỡng ép yêu cầu ai đi xông vào luân hồi nó không có quyền hỗn độn thành chủ lại nhíu mày nói nhưng sư phụ một khi đạt tới cấp hư không không phải trong thời gian cực ngắn phải xông vào luân hồi sao đúng nguyên tổ nói đây là hạn chế của quy tắc trí cao chỉ có quy tắc trí cao mới cưỡng ép được chân thần thậm chí cấp cao hơn nguyên tổ nói ta bị trấn áp lâu như vậy xem như đã ngộ hiểu ra ý chí bản nguyên căn bản không thể cưỡng ép bức bách ai đi tới nơi nào nếu như vậy nó đã cưỡng ép bức bách viên áo chi chủ chấn giả vương đi một vài nơi trong tam đại tuyệt địa để chịu chết rồi căn bản không cần phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy là phong nghe rồi gật đầu mình và tọa sơn khách sư phụ cũng nói về việc này hiển nhiên ý chí bản nguyên cũng không có gì đáng sợ nó căn bản không làm gì được chân thần chỉ cần không làm ngược một vài quy tắc trí cao ta bị chấn áp nguyên tổ nói Kỳ thật là làm ngược quy tắc trí cao, do đó ý chí bản nguyên mới có thể chấn áp ta, nếu không nó cũng không thể chấn áp ta. Sao lại vi phạm? La phong, hỗn độn đều tò mò. Nguyên tổ cười nói. Lúc trước ta sợ ý chí bản nguyên, hoài nghi ý chí bản nguyên chính là bàn tay đen, do đó ta nghĩ mọi biện pháp xem xét, tra tìm đầu dây mối nhợ, ta dần dần phát hiện, trí tuệ bản thân ý chí bản nguyên chẳng hề cao, chỉ có một vài trí tuệ cơ bản nhất. Nó hẳn là thứ có ý chí yếu nhất trong những gì mà bản nguyên vũ trụ nguyên thủy thai ngén. Yếu ớt. La Phong, hỗn độn giật mình. Đúng. Nguyên tổ gật đầu. Bản thân ý chí bản nguyên rất yếu ớt. Nó chỉ dựa vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy mới có được uy áp vô tận. Ta lúc đó không muốn xông vào luân hồi, lo bị vĩnh viễn trói buộc. Nguyên tổ nói. Do đó ta nghĩ tới một biện pháp, đó là tiêu diệt ý chí bản nguyên ý chí của ta trở thành ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Cái gì? La Phong, hỗn độn đều kinh hãi biến sắc. Đoạt xá. Việc này không phải chính là đoạt xá sao? Kỳ thần La Phong cũng tiếp xúc, nên phát hiện ra bản thân ý chí bản nguyên cũng không có y năng gì. Đến cả việc giết viên áo chi chủ cũng phải mượn tay trợ thủ. Rất nhiều hành động đều phải dựa vào tổ thần giáo thực hiện. La Phong thậm chí cũng từng có ý nghĩ cướp lấy quyền khống chế vũ trụ nguyên thủy. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Dù sao La Phong không có được biện pháp gì tốt bởi vậy ta sáng chế ra vũ trụ giả định. Nguyên tổ cười nói, vũ trụ giả định của ta cùng với vũ trụ thật tựa như một khối hai mặt, hoàn toàn phù hợp. Bản thân ta chính là sinh mạng vũ trụ nguyên thủy, cũng cũng không mâu thuẫn gì với vũ trụ nguyên thủy. Khi ý chí của ta dựa vào bí pháp vũ trụ giả định, giải rác ra cả vũ trụ nguyên thủy, thì cuối cùng bắt đầu va chạm với ý chí bản nguyên. Nguyên tổ nói, La Phong, hỗn độn hoàn toàn trợn tròn mắt vũ trụ giả định được sáng chế với mục đích sớm nhất kỳ thật lại là vì đoạt xá nhưng mà ta lầm nguyên tổ thở dài ta lúc đó ếch ngồi đáy giếng căn cứ vào thôi chắc tính toán của mình thôi trên thực tế lại là một sai lầm quá tệ hại ta muốn đoạt quyền khống chế vũ trụ nguyên thủy đó căn bản là vi phạm quy tắc trí cao do đó quy tắc trí cao trừng phạt ta mới khiến cho ta thua trong trận tranh đoạt này rồi bị trấn áp quy tắc trí cao trừng phạt ta cũng cho ta tiếp xúc tới quy tắc trí cao mới hiểu ra được rất nhiều hai người la phong hoàn toàn im lặng thật dữ dội nguyên tổ thật sự đã chiến đấu với ý chí bản nguyên hoài nghi ý chí bản nguyên chính là bàn tay đen cuối cùng cũng thấy rõ nhược điểm của ý chí bản nguyên nên đã đưa ra vũ trụ giả định một châu này dùng để tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ nguyên thủy thậm chí thiếu chút thì thành công chẳng trách lúc đó ý chí bản nguyên không chịu thả ra hỗn độn thành cảm thán nhất định phải chờ la phong giải quyết hạo kiếp giới thú có công lao lớn quy tắc trí cao mới có thể cho phép thả ra. La Phong động tâm Phe giới thú và phe vũ trụ nguyên thủy, một phe đại biểu cho hủy diệt, một phe đại biểu cho sinh mạng, đều là tuyệt đối đối lập. Bất kỳ phe nào chiến thắng, tựa hồ đều được quy tắc trí cao thưởng Hiển nhiên quy tắc trí cao đối đãi ngang hàng với hai phương, nếu giới thú chiến thắng cuối cùng, tự nhiên là hủy diệt tất cả, vũ trụ nguyên thủy chiến thắng, La Phong là công thần cũng được phán định là có đại công hiến. Nhưng vẫn không công bình. La Phong thầm nói giới thú vương giả tương đương với cấp hư không lại không bị buộc phải xông vào luân hồi chân thần chúng ta một khi tới hư không cấp lại phải xông vào luân hồi đúng vậy giới thú vương giả là vào vũ trụ nguyên thủy ngang nhau đều có địa vị đứng trên cao nhất chúng ta là do vũ trụ nguyên thủy thai ngén xét về mặt tương đối địa vị thấp hơn trói buộc cũng lớn hơn trong vũ trụ hải địa vị cao nhất chính là vũ trụ nguyên thủy và giới thú vương giả về phần thai ngén ra vô số sinh mạng Mặc dù La Phong là một quái vật đã đạt tới cấp độ sinh mạng nghịch thiên 10 vạn lần, mặc dù vô số sinh mạng lại trầu, cũng phải thấp hơn vũ trụ nguyên thủy, giới thú vương giả một chút. Việc này cũng làm La Phong rất sung sướng, vì hắn đã nô dịch được giới thú vương giả. Hạo kiếp giới thú đã qua, cả vũ trụ hải lại khôi phục yên ả. À. Vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị toàn tan biến. Hải chủ mặc dù thần phục phe giới thú, nhưng mà La Tát không chết, theo lý thuyết vũ trụ nhỏ của hải chủ hàn vẫn còn nhưng vì không cho phép tin tức giới thú vương giả còn sống lộ ra ngoài khiến cho người khác hoài nghi ngay sau khi ma tát trở thành vương giả trước khi đối phó với tử nguyệt thánh địa ma tát đã phụng mệnh đưa ra một ý nghĩ hai chu lập tức chết đi vũ trụ nhỏ cũng tan biến luôn những năm tháng yên ả trôi qua rất nhanh đảo mắt đã qua mấy vạn kỷ nguyên mỗi một kỷ nguyên vách ngăn tấn chi thế giới đều sẽ biến thành màu trắng một lần một vũ trụ chi chủ yêu tộc mới nổi tên là tinh chi chủ ngồi trên một tòa cung điện đang bay về phía tấn chi thế giới. Bình thường rất lâu mới có cường giả đi tấn chi thế giới một lần. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất, hả? Tinh chi chủ kinh ngạc nhìn hư không xa xa. Chẳng lẽ ta đi nhầm? Tinh chi chủ hoài nghi mình có phải là đến nhầm chỗ không? Cẩn thận xem lại bản đồ hàng hải vũ trụ hải đối ứng, tra tìm vật tham chiếu cuối tuần. Không sai, nơi này chính là tấn chi thế giới, vật khổng lồ biến mất rồi à? Tấn Chi thế giới biến mất rồi. Tinh chi chủ khiếp sợ vạn phần. Âm. Tựa như bão táp, tin tức này chẳng mấy chốc đã lan ra cả vũ trụ Nguyên Thủy, cường giả các tộc đều biết tin Tấn Chi thế giới biến mất, vẻn vẹn không tới một buổi, La Phong là người đầu tiên tới nơi sau Tinh chi chủ. Sao không còn nữa? La Phong một thân giáp bạc đứng trong khí lưu hỗn độn, nhìn ra xa, rất lâu trước kia, thi thể Tấn Chi thần vương khổng lồ hư hư thực thực vẫn còn trôi nổi ở đó. Soát, soát, soát. La Phong lập tức bắt đầu thuấn di truy tìm. Không chỉ riêng La Phong, cường giả các tộc đều đang tìm, nhưng mặc cho họ tìm như thế nào cũng không tìm thấy tấn chi thế giới. Hiển nhiên trong mấy vạn kỳ nguyên qua, tấn chi thế giới đã âm thầm ly khai vì không có cường giả trường kỳ ở đó nên không ai phát hiện ra, cho đến lúc tinh chi chủ chuẩn bị đi lang bạt tôi luyện mới phát hiện ra. Thần lực hóa thân của ta vẫn còn ở tấn chi thế giới. La Phong đứng giữa hư không nhíu mày trầm tư. Sâu trong vũ trụ hải vô tận, có một vật khổng lồ đang bay với tốc độ vô cùng đáng sợ trong cơ thể nó ở nơi đóng quân của mãng hà quân thuộc quân doanh đông quân tấn chi thế giới trên hòn đảo giữa hồ nước thần lực hóa thân của la phong vẫn còn trước đó gần một kỳ nguyên bản tôn sau khi biết được tấn chi thế giới biến mất thì thần lực hóa thân cũng biết được mình đã không còn ở khu vực vũ trụ hải đó nữa mà đã tới một nơi xa lạ tấn chi thế giới rốt cuộc tới đâu nhỉ chờ đợi gần một kỳ nguyên rốt cục đến lúc vách ngăn vũ trụ biến thành màu trắng rồi ngồi trên một chiếc thuyền hóa thân thần lực la phong trong nháy mắt đã bay ra khỏi vách ngăn vũ trụ hắn cũng vô cùng tò mò về vùng sâu trong vũ trụ hải hắn muốn ra khỏi tấn chi thế giới ra khỏi vật khổng lồ ra xem bên ngoài để biết nơi này rốt cuộc là chỗ nào ầm um, vừa vọt ra khỏi ngoài vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới nơi này là hóa thân thần lực la phong trong chiếc thuyền nhìn ra ngoài nhưng chỉ thấy hỏa diễm vô tận trong nháy mắt đảo qua chiếc thuyền máy móc cấp chân thần trong nháy mắt đã bị tiêu diệt thần lực hóa thân của la phong cũng chôn vùi trong ngân hà thánh địa thuộc vũ trụ nguyên thủy la phong đang dạy nhi tử của mình la hải cha nói rồi cha không thể giúp con được nếu con không tự mình nhận thức chẳng ai giúp được con đâu đúng con nhận thức hơi kém một chút nhưng trong vũ trụ hải cũng không có việc gì tuyệt đối luôn luôn một đường sinh cơ hả cha la hải cẩn thận hỏi la phong nhíu mày quay đầu hướng mắt nhìn ra hư không vô tận như xuyên thủng cả khoảng cách vô tận xa xôi, lầm bầm nói. Trong nháy mắt tiêu diệt ngay à, may mà lần trước đối phó với giới thú, ta đã đem quân công cơ hồ đổi hết cả. Tuy nói không biết tấn chi thế giới rốt cuộc đi nơi nào, nhưng hiển nhiên đã rời khỏi, tấn chi thế giới vẫn không đến nỗi nào, vô số sinh mạng bên trong vẫn bình yên sinh tồn. Để ứng đối với hạo kiếp giới thú, tấn chi thế giới đã đến. La Phong thầm nói, hạo kiếp giới thú, những thứ này đều là một đường sinh cơ của phe vũ trụ nguyên thủy, bây giờ hạo kiếp giới thú đã qua tấn chi thế giới cũng lẳng lặng ly khai la phong cũng có thể giải thích tấn chi thế giới bên trong chứa một bộ phận văn minh viễn cổ dù sao nơi đó chính là cường già đời sau của văn minh viễn cổ nếu tấn chi thế giới vẫn ở đó không đi những sinh mạng thời đại luân hồi sau này cũng sẽ dễ dàng tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ hiển nhiên không có chuyện tốt như vậy không biết khi nào mới có thể một lần nữa nhìn thấy tấn chi thế giới la phong thầm nhủ trong vũ trụ nhỏ của la phong trời xanh mây trắng chim bay cá nhảy khắp nơi núi cao chập trùng nước suối từ trên núi trút xuống trên hòn núi đang ngồi một nam tử áo trắng chính là la phong bên cạnh hắn là một hộ vệ thật thà phúc hậu cao lớn đang đứng hả hộ vệ thật thà phúc hậu đưa mắt nhìn ra xa ngoài xa khoảng cách vài năm ánh sáng đang có một thiếu niên đang thuấn di tới đây giao một thiếu niên tóc bạc xuất hiện ở chân núi rồi hắn đạp vào giữa không trung đi thẳng tới bên cạnh ngọn núi thiếu niên tóc bạc này vô cùng cung kính cuồng nhiệt nói. Phụ thần. Tây Mạc, gần đây có chuyện gì? La Phong nhìn thiếu niên tóc bạc, trong mắt có vẻ rất thương yêu. Tây Mạc, rất ưu tú. La Phong quan tâm tới hắn không thua gì nhi tử mình, vì Tây Mạc là một trong những sinh mạng trong những tộc quần đầu tiên do La Phong sáng tạo. Có thể nói, Tây Mạc chính là hài tử của La Phong. La Phong sáng tạo rất nhiều tộc quần hợp thành u hải nhất mạch. Sau khi hạo kiếp giới thú qua đi một trăm mức kỷ nguyên, u hải nhất mạch đã sinh ra chân thần thứ nhất, chính là Tây Mạc. Phải biết là, bây giờ tộc nhân loại tổng cộng có 9 đại thế lực, mỗi thế lực đều không ít chân thần, trong đó có 3 nơi mạnh nhất, lần lượt là công ty vũ trụ giả định, vũ trường cựu phủ, ngân hà quốc gia. Ngân hà quốc gia, lấy địa cầu nhất mạch, u hải nhất mạch làm hạch tâm, cộng với vô số cường giả gia nhập, lấy la phong làm lãnh tụ trí cao. Đây là bề ngoài thôi, trên thực tế ngân hà quốc gia chủ yếu là do Tây Mạc lãnh đạo. La Phong địa vị rất cao và quá xa rời. Bởi vì, tới tầng như La Phong, toàn bộ tộc quần nhân loại đều chịu ảnh hưởng của hắn, căn bản không cần phải thành lập bất kỳ thế lực nào, cũng là do Tây Mạc lúc trước nói. Phụ thần, U Hải Nhất Mạch và cả địa cầu Nhất Mạch chúng ta khi tham gia hội nghị lãnh đạo nhân loại chưa từng có quyền ăn nói. Được La Phong ngầm đồng ý, Ngân Hà Quốc gia liền được thành lập. Kỳ thần La Phong cũng ý thức được địa cầu Nhất Mạch chính là do Tọa Sơn khách sáng tạo, đích xác sinh ra rất nhiều thiên tài, nhất định là một nhất mạch vô cùng cường đại u hải nhất mạch là lúc trước mình vì muốn theo đuổi kết cấu sinh mạng hoàn mỹ lần lượt thử sáng tạo ra tộc quần có đủ mọi ưu điểm cũng tiềm lực kinh người hai mạch cường đại như thế lại không có đủ quyền ăn nói tự nhiên không ít cường giả bất mãn nhưng lúc đó những chân thần nhóm la phong cũng chỉ bao gồm la phong hồng hỏa khung la phong địa vị rất cao và quá siêu nhiên hồng quá lạnh nhạt hỏa khung cũng không phải người địa cầu cũng không phải là u hải không có đủ sức ảnh hưởng khi tây mạc trở thành chân thần tự nhiên hai mạch có không ít vũ trụ chi chủ tụ tập dưới cờ của hắn hắn là đầu lĩnh nên tất cả nước chảy thành sông dùng cơ hiệu của la phong đưa ra ngân hà quốc gia thế lực này tự nhiên có thể có quyền ăn nói tốt hơn để cao địa vị của họ trong tộc nhân loại hơn không có cách nào khác không thể không tranh giành chủ yếu là do nhân loại bây giờ quá mạnh qua sáu vạn ước kỷ nguyên các chân thần tộc nhân loại bây giờ đã tới 98 vị, vũ trụ chi chủ thì có tới 1.222 vị. Mạnh tới trình độ nào đó, nhân loại chủ yếu sẽ tranh giành các loại tài nguyên trong nội bộ, cũng tranh giành cả quyền ăn nói. Phụ thần, Tề Mạc vô cùng cung kính. Gần đây ngân hà quốc gia chúng ta lại có một vị đột phá trở thành vũ trụ chi chủ. La Phong gật đầu. Bây giờ loại việc như đột phá thành vũ trụ chi chủ thì La Phong cũng không để ý lắm. Nạp Khả tiểu sư đệ tiến bộ rất nhanh, nếu cho hắn đủ thời gian, hẳn là có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Tề Mạc nói. Nạp Khả la phong nở nụ cười nạp khả là một thiếu niên ở huyết lạc thế giới mà mình từng dẫn dắt lúc mình còn rất yếu khi hắn ở tộc nhân loại có địa vị cao đã âm thầm chú ý tới phát triển bên trong huyết lạc thế giới cũng chú ý sự trưởng thành của nạp khả cũng từng âm thầm ba lần ra tay giúp chỉ là bản thân nạp khả không phát hiện ra la phong xem ra nếu nạp khả không thể dựa vào chính mình trở thành bất hủ cấp phong vương cũng không cần mình hỗ trợ hắn nữa nếu có thể thành bất hủ cấp phong vương mới giá trị tiếp tục bồi dưỡng tuy la phong âm thầm giúp ba lượt nhưng những lần mấu chốt vẫn phải dựa vào bản thân nạp khả hắn gặp phải vô số đau khổ vùng vẫy tỷ tỷ năm mới thành công thành bất hủ cấp phong vương khi nạp khả thành bất hủ cấp phong vương la phong đã tự mình giáng lâm xuống huyết lạc thế giới thu nạp khả làm đệ tử mỗi một thời kỳ la phong gặp hắn chỉ điểm bình thường đều chỉ giao cho tây mạc dạy nạp khả tiểu sư đệ mặc dù đã là vũ trụ tôn giả cực hạn tây mạc lắc đầu nhưng qua thời đại luân hồi này sợ là không có đủ thời gian cho hắn thành vũ trụ chi chủ đâu. Hả? La Phong nhớ mày. Tới rồi à? Phụng lệnh phụ thần, ta một mạch chú ý tới vũ trụ nguyên thủy. Tê Ma cung kính nói. Bây giờ vũ trụ nguyên thủy có một vài động tĩnh bên trong, có thể nói vũ trụ nguyên thủy đã tiến vào tận thế, sợ không được bao lâu sẽ hủy diệt thôi. Động tĩnh. La Phong nhìn về phía Tây Mạc. Tây Mạc gật đầu. Bây giờ vô số tinh vực bên trong vũ trụ nguyên thủy đã có hiện tượng hàng tinh tan biến đại quy mô, như những hàng tinh hết tuổi thọ thì không tính, nhưng loại đại quy mô như vậy thì chưa bao giờ có, hơn nữa thiên tài mới bây giờ xuất hiện rõ ràng rất ít. Tây Mạc nói tình huống bây giờ, rốt cục sắp hủy diệt rồi. La Phong bỗng nhiên đứng dậy, hắn đợi lâu lắm rồi. Năm đó lúc đấu với giới thú, cảnh giới của mình đã đạt tới hư không chân thần đỉnh cấp, lúc đó có thể tự nghĩ ra bí pháp bậc 12 đỉnh. Qua hơn 6 vạn nhiều kỳ nguyên, mình thường xuyên trao đổi với Malatat Malatat đã biểu hiện ra những lĩnh ngộ về hủy diệt bản nguyên của nó cho mình tìm hiểu Làm mình tiến bộ cũng không nhỏ Đương nhiên không có cách nào so với Ma La Tát được Mình bây giờ về mặt cảnh giới đã đạt tới hư không chân thần cực hạn Còn tốc độ tiến bộ của Ma La Tát lại làm cho La Phong phải ghen tị và bất lực Từ đầu kỳ trưởng thành, nó chỉ tương đương với hư không chân thần Trải qua trên 6 vạn ước kỳ nguyên, Ma La Tát đã tiến hóa tự động tới mức tương đương với giai đoạn vĩnh hằng chân thần chủ nhân hộ vệ thật thà phúc hậu bên cạnh cũng kích động la phong liếc nhìn hộ vệ này hộ vệ thật thà phúc hậu đó chính là malatat ta sớm đã chờ đợi ngày này rồi la phong cười nói phụ thần tây Mạc kinh ngạc hắn làm sao biết được la phong năm đó có một lời hứa hẹn của ý chí bản nguyên chính là đợi khi vũ trụ nguyên thủy hủy diệt sẽ được tới tìm hiểu đây có thể nói là một đại kỳ ngộ trí cao vô thượng nhưng trước đó ta phải đi một chỗ la phong ánh mắt lấp lánh nhìn vào hư không các ngươi không cần phải đi theo vèo la phong bước một bước đã biến mất chỉ để lại tây mạc và hộ vệ thật thà phúc hậu đang nhìn nhau một khoảng hư không không có sinh mạng yên tĩnh hoang vu la phong chưa xuất hiện tại đây bao lâu rồi la phong lẩm bẩm nói mình lúc trước là một tiểu gia hỏa địa cầu tình tình mê mê vượt qua địa cầu tiến vào vũ trụ cho tới bây giờ qua một thời gian đằng đẵng mình mà có được hôm nay thì Tọa Sơn khách sư phụ đã có trợ giúp rất lớn. Tọa Sơn khách sư phụ rốt cuộc muốn ta làm gì? Hạo kiếp giới thú đã qua, ta vốn tưởng rằng sư phụ sẽ tìm đến ta, nhưng hắn vẫn luôn không tới tìm ta, ta cũng không vội, ta cứ từ từ chờ đợi, nhưng vẫn không thấy sư phụ gọi, là phong nhẹ tay phẩy vào hư không, hắn có thể cảm giác được trong hư không thoáng có một chấn động, vừa tiến vào vũ trụ nguyên thủy, hắn lập tức hiểu ngay. Vũ trụ nguyên thủy đích xác đã tiến vào giai đoạn tận thế không bao lâu nữa sẽ tiến hành đại hủy diệt cuối cùng. Mình tìm hiểu hủy diệt, nếu không áp chế thực lực, sẽ lập tức tăng lên trở thành hư không chân thần, sau đó xông vào luân hồi. Nhưng đến nay tọa sơn khách rốt cuộc muốn mình làm gì mà vẫn chưa bao giờ nói qua với mình, bất luận là làm gì, mặc dù là mạo hiểm sinh tử, La Phong cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Giáo La Phong bước qua hư không, đi tới một tòa cung điện. Trước cung điện có một cái cái ao khổng lồ, trong cái ao có một con cá đang bơi, Bên bờ ao đang đứng một lão già, thong dong nhìn tất cả. Tới đây, Tọa Sơn khách nhìn xuống cái ao, tùy ý nói. "Dạ." La Phong đi qua. Tọa Sơn khách cười nhìn hắn. "Ta muốn xem con kiên nhẫn hơn, hay là ta kiên nhẫn hơn, bây giờ xem ra, ta kiên nhẫn hơn." La Phong bất lực cười. "Đây là một việc so nhau về kiên nhẫn à?" Tọa Sơn khách sư phụ mất vô tận tâm lực, lại xuất ra loại bảo vật cỡ tinh thần tháp, thậm chí lúc Hạo Kiếp giới thú đã bất chấp vũ trụ nhỏ của mình đến nơi bảo vệ vũ trụ nhỏ của La Phong. Tất cả những việc này có thể nhìn ra tọa sơn khách trọng thị hắn như thế nào, thế mà lúc này lại nói chuyện như trẻ con, còn muốn so nhau về kiên nhẫn. Sư phụ, La Phong không kìm được nói. Một thời đại luân hồi vũ trụ nguyên thủy sắp chấm dứt, con một khi cảm ngộ ra quá trình hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy, chẳng mấy chốc con sẽ không còn áp chế thực lực được nữa, sẽ đột phá. Còn muốn xông vào luân hồi rồi, sư phụ rốt cuộc muốn con làm chuyện gì? Xin mau mau phân phó. Ha ha ha. Tạ Sơn khách sang sảng cười phá lên. Không vội không vội. Còn không vội. La Phong kinh ngạc. Tạ Sơn khách lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên kim tinh, lão nhìn vào viên kim tinh hồi lâu, rồi mới đưa cho La Phong. "Sư phụ, đây là?" La Phong đưa mắt nhìn kim tinh, hẳn đây không phải là bảo vật gì cả. "Con mang nó theo." Tạ Sơn khách nói. Bên trong có một ý thức hư ảo. Ý thức hư ảo là phong nghi hoặc lúc trước mặt cho đoạn Đông Hà chết đi vẫn lưu lại một ý thức hư ảo để tiến hành lựa chọn đào tạo truyền nhân. Tấn Chi Thần Vương trước khi đi cũng lưu lại một ý thức hư ảo. Ý thức hư ảo này có tất cả ký ức của bản tôn lưu lại nhưng không có sức chiến đấu, vẻn vẹn chỉ tương đương với một người máy trí năng có rất nhiều ký ức. Ý thức hư ảo của sư phụ có rất nhiều kiến thức. Tạ Sơn Khách nói, sư phụ nói rồi, có một số việc sư phụ căn bản không thể nói ra vì dưới quy tắc trí cao, không có cách nào nói được. La Phong giật mình. Chờ con sông vào luân hồi. Tọa Sơn khách cười nói. Lúc sông vào luân hồi, con sẽ không bị quy tắc trí cao hạn chế. Ý thức hư ảo của sư phụ cũng có thể nói ra tất cả. Chờ con sông vào luân hồi, lấy ra kim tinh này, ý thức hư ảo của sư phụ sẽ hiện ra tất cả, con sẽ biết được toàn bộ. La Phong đam chiêu gật đầu. Chẳng trách Tọa Sơn khách luôn không vội, vì phải đợi lúc sông vào luân hồi thì ý thức hư ảo mới có thể nói ra. Đi đi." Tạ Sơn khách nói. An tâm chuẩn bị, vũ trụ nguyên thủy chính là vũ trụ hoàn mỹ nhất, mênh mông nhất, sự hủy diệt của nó ẩn chứa ảo diệu mênh mông vô tận, ích lợi của nó đối với con cũng vượt quá mọi sự tưởng tượng. Đến lúc đó, cẩn thận tìm hiểu rồi xông vào luân hồi, đừng sợ xông vào luân hồi, xông vào luân hồi tuyệt không phải là cạm bẫy, cũng không phải là tai nạn, mà là chuyện tốt." Lập tức Tọa Sơn khách quay đầu tiếp tục xem con cá, hiển nhiên không muốn nói nữa la phong khẽ khom người tỏ vẻ cảm tạ âm thầm lặng lẽ đi ra trong hệ mặt trời một đôi nam nữ mặc bạch y đang đứng giữa hư không nhìn một viên tinh cầu vô cùng khổng lồ đang đỏ lên đó là ngôi sao khổng lồ màu đỏ mặc dù là một viên hàng tinh mới ra đời la phong nói khẽ một khi vũ trụ nguyên thủy tiến vào thời kỳ cuối nó cũng nhanh chóng biến chất suy giảm diễn biến so với hàng tinh bình thường nhanh hơn nhiều nhanh như vậy đã bước vào giai đoạn sao đỏ rồi anh không phải đã nói sao từ hân bên cạnh cười nói. Bây giờ tiến vào thời kỳ cuối, bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đang thu nạp tất cả sinh mạng năng lượng, cũng thu nạp tất cả thiên thể năng lượng, tự nhiên chúng đều nhanh chóng suy bại. Chà, thời gian vô tận, những viên hàng tinh đều sắp hết tuổi thọ, chúng ta đã từng mượn một viên hàng tinh khác thay cho địa cầu, bây giờ đến cả địa cầu cũng đã được di rời. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Trước đây không lâu, khi những hàng tinh mới ra đời đều nhanh chóng giải yếu, rất nhiều cường giả địa cầu nhất mạch đã quyết định đem tổ tinh địa cầu tới vũ trụ nhỏ, được La Phong gật đầu, cuối cùng họ đưa vào trong vũ trụ nhỏ của La Phong. Trong vũ trụ nhỏ của mình, La Phong đã chuyên môn lập ra một khoảng hư không, hoàn toàn có hoàn cảnh y như hệ mặt trời. La Phong nhẹ giọng thở dài. Một thời đại luân hồi cũng sắp kết thúc rồi. Còn nhớ hai chúng ta, từ hân hồi ước những gì đã qua. Lúc đó chúng ta chỉ là hai trường trung học thời đại căn cứ thị trên địa cầu, không ngờ hai chúng ta có thể sống đến ngày này, sống đến lúc cả vũ trụ hủy diệt la phong cúi đầu nhìn thê tử bên cạnh hai vợ chồng nhìn nhau nở nụ cười rồi lập tức quay đầu lặng lẽ nhìn ngôi sao khổng lồ đỏ rực rất đẹp dường như cảnh trời chiều ở địa cầu hả la phong khẽ cau mày làm sao vậy từ hân nghi hoặc hỏi rồi lập tức nàng cũng nhìn ra xa rồi phát hiện chỉ thấy trong hư không xa xa xuất hiện một thân ảnh sau đó bóng người đó vội bay qua đây là một vũ trụ chi chủ mặc ngoại bào sắc thái sặc sỡ đôi mắt ánh lên hào quang chính là một thần thú bên trong tổ thần giáo nàng kho mình hành lễ cung kính ngân hà lĩnh chủ vĩ đại ta phụng lệnh ba vị tổ thần đến đây ba vị tổ thần nói vũ trụ nguyên thủy trong vòng ba năm nữa sẽ hủy diệt ngân hà lĩnh chủ nếu còn nhớ hứa hẹn lúc trước mời ngân hà lĩnh chủ trong vòng ba năm đi tới tổ thần cung la phong gật đầu ta biết rồi ta cũng không quấy rầy nữa nữ thần thú này cung kính hành lễ rồi lập tức lẳng lặng rời đi chỉ còn lại có ba năm từ hân nhẹ giọng cảm thán. Ừm, ba năm. La Phong gật đầu. Từ hân nhìn La Phong, nàng biết, đợi đến thời đại luân hồi này chấm dứt, thì không bao lâu sau, La Phong sẽ rời đi, xông vào luân hồi, nàng có thể nào không lo lắng. Kỳ hạn ba năm cuối cùng, làm hàng ngàn tộc bên trong vũ trụ nguyên thủy phải ra tốc việc di rời. Vũ trụ nguyên thủy cũng sẽ hủy diệt, nhớ đưa bằng hữu chúng ta đi, đáng tiếc là chúng ta mỗi người chỉ có thể đem theo mình người. Đừng có ca thán, vũ trụ nguyên thủy lớn bao nhiêu chứ còn vũ trụ nhỏ lớn tới đâu nhất định là có vô số người không hề có cơ hội di chuyển vào vũ trụ nhỏ chúng ta là thiên tài được ngân hà quốc gia thu nạp mới có thể có mười suất hai thanh niên đắp một chiếc phi thuyền đang bay về phía hành tinh xa xa đó là tinh cầu tập trung di rời đại quy mô bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất quy định di rời của tộc nhân loại đầu tiên đem tất cả giới chủ bất hủ thậm chí cao hơn, toàn bộ mang đi hết. Tiếp theo, chính là những thiên tài được một trong chín đại thế lực như Ngân Hà Quốc gia, Công ty Vũ trụ Giả Định, Vũ trưởng Cự Phủ, Ngân hàng Tinh Hà Vũ trụ Thu Nạp, một vài người trong thiên tài chiến cho dù không được thu nạp, nhưng biểu hiện xuất sắc nhất đều được đi. Thậm chí căn cứ vào thực lực cao thấp, còn có thể mang theo vài thân thuộc bằng hữu. Kỳ thật xét tương đối, nhân loại, khi di rời đã rất nhân từ rồi, tốt hơn yêu tộc, tộc cơ giới nhiều. Nguyên nhân vì tộc nhân loại có một chân thần đặc biệt nghịch thiên, La Phong. Nhân loại tuy có 98 vị chân thần, nhưng vũ trụ nhỏ của La Phong có thể tích lớn hơn các chân thần khác hơn 1.000 lần. Một cái của hắn cũng bằng 1.000 vũ trụ nhỏ của chân thần khác. Hơn nữa La Phong, Nguyên Tổ, đợi thời đại luân hồi này chấm dứt, đều sẽ đột phá tới hư không chân thần. Đến lúc đó vũ trụ nhỏ có thể dung nạp nhiều sinh mạng cường giả hơn. Do đó bây giờ bất chấp tất cả, cứ nhận thật nhiều, không cần lo lắng tương lai sinh sôi sẽ chịu không nổi vì một khi vũ trụ nhỏ đột phá, đến lúc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Do đó dân cư nhân loại di rời rất nhiều. Nhưng vô số tộc khác trong vũ trụ nguyên thủy nếu so với nhân loại, có thể nói là không biết bao nhiêu mới tuyển được một suất. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, Cửu Giới Sơn. Cửu Giới Sơn tươi đẹp, núi cao liên miên, chim bay cá nhảy khắp nơi, là một nơi cực mỹ lệ, cũng là nơi La Phong ẩn cư tu luyện. Bình thường nơi này sẽ do Ma La Tát quản lý. Vèo, veo, 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 veo vèo xa xa giày đặc bay tới hàng loạt thân ảnh làm la phong đang trò chuyện với cha mẹ thê tử phải quay đầu nhìn lại trên một ngàn bóng người hạ xuống tất cả đều cung kính hành lễ ngân hà thủy tổ một ngàn người này tất cả đều đều là vũ trụ chi chủ nhân loại tổng cộng có một nghìn hai trăm hai mươi hai vũ trụ chi chủ lần này rời đi các vũ trụ chi chủ phân tán tiến vào rất nhiều vũ trụ nhỏ còn vũ trụ nhỏ của la phong có thể tích lớn nhất tự nhiên tới nhiều nhất đặc biệt là những vũ trụ chi chủ có tiềm lực có hy vọng thành chân thần cơ hồ đều tới đây cả. Vũ trụ chi chủ của nhân loại ký thác vào vũ trụ nhỏ của La Phong cũng đã có trên 900 người. Hơn nữa trong ngoại tộc Hồng Minh có một vài tộc quần không có chân thần. Nhân loại là lãnh tụ Hồng Minh, tự nhiên cũng phải chiếu cố một chút, cũng có trên 300 vũ trụ chi chủ tới chỗ La Phong. Nhân loại cũng có khá nhiều vũ trụ chi chủ, cũng mang theo rất nhiều nhân loại. Họ đều là vũ trụ chi chủ, bất hủ, giới chủ, vô số thiên tài. Đều tới đây đi. La Phong cười nói cứ dựa theo kế hoạch trước kia mà hành động. Dạ, thủy tổ. Trên một ngàn vũ trụ chi chủ, tất cả đều cung kính đáp. Lập tức ai nấy đều nhanh chóng rời đi, phân tán đi mười vạn vị diện, bắt đầu phóng thích ra nhân loại của họ. Những nhân loại tương lai sẽ sống trong các vị diện không gian. Cha, cha thành thủy tổ rồi à? La Hải hâm mộ nói. Tương lai nhân loại đời đời sinh sôi, trong vũ trụ sinh sôi. La Bình nói. Mà cha chẳng mấy chốc sẽ đột phá, đến lúc đó chúng ta ngân hà thánh địa vũ trụ sẽ tồn tại vĩnh hằng sau này sinh mạng đời đời luân hồi đều sinh sôi tại đây cha tự nhiên là thủy tổ la phong thấy thế cười đúng vậy mình và nguyên tổ tùy thời đều có thể thành hư không chân thần do đó nội bộ nhân loại sớm đã gọi là nguyên tổ thánh địa vũ trụ và ngân hà thánh địa vũ trụ cũng gọi la phong và nguyên tổ là ngân hà thủy tổ nguyên thủy tổ hả la phong quay đầu nhìn lại xa xa sáu bóng người bay tới Ngân Hà. Sáu bóng người này đều cung kính. Giác Hợp, Huyết Lan, Tung Hoành, các người đều tới cả. La Phong mỉm cười gật đầu. Sáu người này chính là chân thần của thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị lúc trước. Sắp đại hủy diệt, đối với thời đại luân hồi đệ nhất sẽ là đại hạn. Nếu không vượt qua luân hồi sẽ bị tiêu diệt, họ hiểu rõ họ không có năng lực thành công, do đó tự nhiên hy vọng có thể ký thác trong vũ trụ nhỏ khác. Nhưng vũ trụ nhỏ cũng chỉ chịu tải có hạn, ai muốn tiếp nhận người khác chứ? chỉ có la phong là dễ dàng đột phá vì hắn có vũ trụ nhỏ lớn nhất chẳng mấy chốc sẽ thành hư không chân thần đi đi la phong nói dạ sáu chân thần đều cảm kích vô cùng la phong đưa mắt nhìn họ rời đi sở dĩ tiếp nhận sáu chân thần một là lúc trước cũng có giao tình hai là mình bây giờ về mặt cảnh giới đã là hư không chân thần cực hạn thêm cảm ngộ đại hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy rồi lại trao đổi với ma la tát tin rằng việc đột phá tới vĩnh hằng chân thần cũng sẽ rất nhanh Đến lúc đó có thể thừa nhận không gian lớn hơn nữa, thêm 6 thủ hạ cũng không có gì. Một khi ta thành vĩnh hằng chân thần, trong vũ trụ nhỏ của ta hoàn toàn có cường giả có thể trở thành chân thần, La Phong thầm nói. Sinh mạng sống trong vũ trụ nhỏ tuyệt không phải không thể thành chân thần. Trong vũ trụ nhỏ của chân thần, cao nhất là bồi dưỡng ra vũ trụ chi chủ. Trong vũ trụ nhỏ của hư không chân thần, đã có thể bồi dưỡng ra chân thần, chỉ là bỏ ra giá cực cao, mỗi lần sinh ra một chân thần đều phải phân từ bản thân ra một vũ trụ nhỏ các hư không chân thần rất ít nguyện ý nhưng đợi khi la phong thành vĩnh hằng chân thần cái giá này hoàn toàn có thể chịu được không bao lâu nữa bản thân vũ trụ có thể sẽ khôi phục xong như tấn chi thế giới cũng là một vũ trụ nhỏ ở đó đến cả vĩnh hằng chân thần cũng có thể thai ngén ra tổ thần cung la phong một thân bạch y đi vào tổ thần cung ngân hà người rốt cục cũng đã đến còn cách đại hủy diệt chỉ có một tháng thôi Tổ thần già Nuo ngồi đầu trong số ba vị tổ thần cười nói. Người đã đến rồi, vậy nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta cũng đã xem như hoàn thành. Dựa theo ý chí bản nguyên phân phó, ngươi chỉ cần đứng trong tổ thần cung là được. Ba người chúng ta xin đi trước. Ba vị tổ thần cười cáo biệt la phong. Lập tức ba người bọn họ cũng bắt đầu ly khai vũ trụ nguyên thủy. Tất cả cường giả tổ thần bí cảnh đều đi sạch rồi. Cả cường giả trong vũ trụ nguyên thủy cũng sớm rời đi, không có bao nhiêu người tiếp tục lưu lại. Đại hủy diệt, La Phong Bạch Y đứng đó, nói khẽ. Đây tuyệt không phải là bản tôn của hắn, mà chỉ là một thần lực hóa thân. Âm. Um, hư không chung quanh La Phong đột nhiên méo mó, xuất hiện một trùng động thiên nhiên, một luồng ý chí vô hình bao trùm La Phong. Muốn ta đi vào, La Phong hiểu ý, cũng không quý kỵ ý chí bản nguyên, trực tiếp bước vào, hắn chỉ cảm thấy thời gian không gian biến ảo, đã tiến vào một không gian rộng lớn thần bí. Trong không gian chỉ có vô số điểm sáng phiêu đáng, mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa uy năng cường đại, cái yếu nhất có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ những cái mạnh uy năng mạnh tới mức làm La Phong phải ớn lạnh trong không gian này La Phong có vẻ rất nhỏ bé đây là gì La Phong hồi ức lại lúc trước được ban cho bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ ý thức của mình cũng từng tiến vào một phương không gian này rồi lúc đó một điểm sáng đã chạm vào mình giúp cho mình có bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ lúc đó cảnh giới của mình còn rất thấp nhưng bây giờ lại khác cảnh giới mình rất cao cũng có thể nhìn ra nhiều hơn một phương không gian này sợ chính là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên chi địa vô số điểm sáng chỉ có rất ít cái ẩn chứa tin tức truyền thừa phần lớn là ẩn chứa bản nguyên năng lượng vô tận mỗi một điểm sáng như một thế giới mênh mông tồn tại năng lượng vô tận la phong cười bước một bước gần như chạm vào một điểm sáng nhưng điểm sáng đó lại tự nhiên phiêu đãng trong nháy mắt bay ra xa vài năm ánh sáng căn bản không cho la phong chạm phải ha ha la phong cười ha ha lập tức khoanh chân ngồi xuống ngồi ngay giữa một phương không gian này giao đột nhiên trong không gian bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trở xuất hiện quang hoa đủ màu quang hoa mông lung đủ màu tựa như cầu vồng bao phủ lấy la phong khi vừa bao phủ la phong la phong nhất thời cảm giác thân thể của mình được kéo dài ý chí của mình bắt đầu tự nhiên thẩm thấu vào cả vũ trụ nguyên thủy rất nhiều tinh vực rất nhiều bí cảnh vũ trụ rất nhiều đám hoang vu tinh vực rất nhiều nguyên thủy tinh nhỏ thì tới một hạt cát to thì cả hải dương quy luật rộng lớn nhanh chóng được ý chí la phong thẩm thấu lúc này la phong cảm giác mình giống như biến thành vũ trụ nguyên thủy huyền diệu đây là cấu tạo của vũ trụ nguyên thủy la phong hoàn toàn mê muội bên trong không gian bản nguyên vũ trụ nguyên thủy có vô số điểm sáng những điểm sáng chia làm mười vạn nhóm mười vạn nhóm này xoay vòng quanh vòng xoáy trung ương chính là cấu trúc nhất nguyên chi thủy chỉ là tinh tế hơn của la phong vũ trụ của la phong chính là nhất nguyên chi thủy mười vạn chư thiên còn đây là nhất nguyên chi thủy mười vạn chư thiên rồi hóa thành vô tận không gian. Hải dương quy luật, nguyên lai hút vào năng lượng, lại còn có thể dùng phương thức như vậy mà cất giữ lại trong vũ trụ, La Phong thán phục. Trùng động thiên nhiên, bí cảnh vũ trụ. Nguyên lai đây là lực lượng sinh mạng. La Phong tuy không thể nhìn thấu bản nguyên cơ bản nhất của sinh mạng, nhưng chỉ cần có thể từ trong tới ngoài, từ vi mô tới vĩ mô, cẩn thận khám phá một lần vũ trụ nguyên thủy, cũng đã làm cho hắn cảm ngộ rất nhiều, chỗ tốt nhiều kinh người. Tuy nói như vậy, nhưng cảm thụ đại hủy diệt cuối cùng của vũ trụ nguyên thủy mới là trợ giúp lớn nhất, là phong ngồi khoanh chân tại không gian bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, lặng lẽ đợi một khắc cuối cùng. Vũ trụ nguyên thủy sắp hủy diệt, cảnh này sẽ vô cùng chấn động, ta lúc trước đã từng thấy rồi. Trong hư không tràn ngập khí lưu hỗn độn, trên một chiếc thuyền màu xám, Hoành Hành Ma Thần đang nói rất lớn, bên cạnh hắn có không ít vũ trụ chi chủ, vô số vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ, thậm chí cả một bộ phận thiên tài bồi dưỡng trọng điểm vũ trụ nguyên thủy hủy diệt dài bao lâu chúng ta ở trong hư không vũ trụ nguyên thủy mà hủy diệt có lan đến chỗ chúng ta không trong sảnh điện không ít nhân loại đưa ra các nghi vấn đừng lo căn bản không nó không lan đến chỗ chúng ta đâu hoành hành ma thần cao hứng nói sự cô độc cũng là một sự hành hạ mặc dù là vô địch nếu vẻn vẹn chỉ có một mình thì cuộc sống thống khổ như thế nào chứ hoành hành ma thần ký thác vào vũ trụ nhỏ của la phong lại một lần nữa tìm được khoái lạc hắn vốn trời sinh lạc quan rất nhiều chiếc thuyền cung điện đứng trong hư không khí lưu hỗn độn cường giả các tộc vũ trụ nguyên thủy đều lặng lẽ cùng đợi chờ đợi đại hủy diệt hủy diệt rồi bắt đầu hủy diệt rồi vách ngăn vũ trụ đã vỡ ra cường giả các tộc cảm động nhìn cảnh này vì còn có rất nhiều tộc nhân bình thường không được rời ra mặc dù là vũ trụ nhỏ la phong và vũ trụ nguyên thủy nhưng số đưa ra được cũng ít tới đáng thương nhất định những tộc nhân bình thường cơ hồ đều cùng chôn vùi theo vũ trụ nguyên thủy vũ trụ nguyên thủy bắt đầu hủy diệt rồi lúc trước dần dần hiện ra cảnh tận thế nhưng trong nháy mắt cả bản nguyên không gian trong nháy mắt đã sinh ra một sức mạnh ngập trời điên cuồng thôn phệ tất cả mặc dù là vũ trụ nguyên thủy rộng lớn tất cả vách ngăn của nó cũng trong nháy mắt điên cuồng vỡ ra sau đó sụp đổ những bí cảnh vũ trụ tinh vực cũng bắt đầu tan vỡ những hắc động đều bắt đầu tiêu tan rất nhiều tinh cầu khoáng vật hàng tinh đều suy bại thậm chí một vài tinh cầu có sinh mạng toàn bộ đều bắt đầu tan vỡ trong lúc tan vỡ chẳng mấy chốc đã nát bét thành một dòng hạt căn bản ầm um. lúc này bản thân bản nguyên đã bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại tất cả lực lượng sinh mạng điên cuồng truyền vào rồi được hút vào bản nguyên những sinh mạng bình thường vốn đang sinh sống có một vài đứa trẻ vừa sinh ra có một vài lão già đang nằm bệnh viện có một vài thanh niên đang ân ái có một vài cừu địch đang chiến đấu trong nháy mắt toàn bộ tiêu diệt năng lượng sinh mạng vô tận điên cuồng tràn vào hạch tâm vũ trụ yên tĩnh trong hư không vũ trụ hải rất nhiều sinh linh các tộc trong những chiếc thuyền trong cung điện quan khán cảnh hủy diệt ai cũng đều nín thở chấn động mặc dù đã từng nghe miêu tả nhưng khi thấy vẫn hoàn toàn chấn động vô số dòng hạt căn bản hình thành vòng xoáy khổng lồ lực xé khổng lồ sợ là một viên vũ trụ nhỏ lọt vào là lập tức trong nháy mắt bị nghiền nát cuồng bạo kịch liệt làm tất cả cường giả đều nín thở những vũ trụ chi chủ chân thần thông qua việc khống chế thời gian không gian chuyển lại chuyển tới trước mắt cảnh tượng phát sinh từ rất xa tất cả đều có thể thấy được rõ ràng, nguyên nhân chính là vì có thể thấy được rõ ràng nên cảm giác chấn động mới mãnh liệt, mỗi cường giả đều rung động. Đây, đây là hủy diệt. Nguyên tổ cũng chấn động. Hủy diệt vũ trụ nguyên thủy, thôn phệ hình thành lực xé vô tận cực mạnh, một chút thôi cũng đủ để tiêu diệt hắn. Hủy diệt mạnh đến cực hạn, nguyên tổ cũng hơi run rẩy. Những cảm giác chấn động này không ai mạnh được như La Phong, sinh mạng các tộc đều chỉ là ở ngoài vũ trụ hài nhìn xa xa nhưng ý chí la phong đã thẩm thấu vào từng chỗ một vũ trụ nguyên thủy bản thân tựa như vũ trụ nguyên thủy lúc này hắn cảm giác quá rõ ràng hủy diệt đầu tiên là bản nguyên không gian nhất nguyên chi thủy bên trong xoay tròn nhanh trên vạn lần vận tốc quay tuyệt không phải cố định mà lại có tốc độ khác nhau làm vô số điểm sáng từ 10 vạn trận doanh đều bị nghiền nát bị hút vào đến cả bản nguyên không gian cũng nhanh chóng thu nhỏ lại cả bản nguyên bắt đầu thôn vệ mọi thứ bên ngoài với sức mạnh không tưởng tượng nổi thôn phệ kiệt lực thôn phệ thôn phệ tất cả vật sống, vật chết, thôn phệ cả vũ trụ nguyên thủy. Tất cả tan vỡ, hủy diệt hóa thành vô số dòng hạt căn bản, xoay tròn điên cuồng tràn vào bản nguyên, tất cả lực lượng sinh mạng căn bản nhất hoàn toàn bị hút vào. Vũ trụ nguyên thủy khổng lồ, trong thời gian cực ngắn, hoàn toàn hủy diệt, bị hút vào, những dòng lực lượng sinh mạng tốc độ cực nhanh, thậm chí trên ngàn ức, vạn ức lần tốc độ ánh sáng. Cuồng bạo, dã man, tuyệt đối. âm um. Khi tất cả lực lượng sinh mạng đều bị hút vào bản nguyên, bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trong nháy mắt phát ra hào quang chói mắt, hào quang chói mắt lan ra phạm vi thậm chí vượt quá cả kích cỡ vũ trụ nguyên thủy lúc trước. Các vòng hào quang thậm chí chiếu xạ tới tận chỗ những con thuyền cung điện xa xa. Quá chấn động, mỹ lệ quá. Sinh linh các tộc đều nín thở. Vũ trụ nguyên thủy biến mất, chỉ còn lại có bản nguyên. Trung quanh bản nguyên tỏa ra một vòng tròn uy năng, không ai có thể đến gần. Trong vòng bản nguyên. La Phong Bạch y khoanh chân ngồi trong vòng xoáy trung ương, hắn không thể quên lúc trước ngắn ngủi một lát đã hủy diệt vũ trụ nguyên thủy, khắc cảnh này thật sâu vào linh hồn. Ma La Tát từng lần lượt biểu diễn những ảo diệu hắn cảm ngộ về hủy diệt bản nguyên cho ta, La Phong chấn động, nhưng ảo diệu của hủy diệt bản nguyên lại âm thầm xâm nhập hủy diệt, nhưng vũ trụ nguyên thủy đại biểu cho bản nguyên sinh mạng, hủy diệt bản nguyên sinh mạng lại cuồng bạo kịch liệt như thế. Bản nguyên sinh mạng ẩn chứa quy luật khác, sinh mạng vốn là hữu sinh hữu tử, cũng có cả hủy diệt hủy diệt bản nguyên sinh mạng, hoàn toàn khác với hủy diệt bản nguyên hủy diệt. Hủy diệt ngắn ngủi là vì khi mới ra đời, căn bản nó chính là sinh mạng, tất cả là sinh mạng. La Phong lẩm bẩm nói, còn hủy diệt của giới thú lại là căn bản của hủy diệt. Những cảnh hủy diệt không ngừng lóe lên trong óc, ảo diệu mà Ma La Tát biểu thị cũng không ngừng lóe lên. Hai thứ đều là hủy diệt, nhưng trong cốt lõi lại hoàn toàn khác nhau, La Phong hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Nên ly khai rồi, một luồng ý chí vô hình lan đến la phong la phong cũng hiểu điểm này bành la phong bạch y đã tiêu tán chôn vùi vẻn vẹn chỉ là một thần lực hóa thân mà thôi la phong bây giờ căn bản không muốn phân tâm ra cho một thần lực hóa thân từ từ bay trở về đơn giản cứ để nó tan đi trong vũ trụ nhỏ của la phong trên hòn núi cửu giới sơn la phong đang khoanh chân ngồi vài vạn ức kỷ nguyên cảm ngộ cảm ngộ hủy diệt bản nguyên cảm ngộ bản nguyên sinh mạng tất cả đều liên tục va chạm hủy diệt chi đạo la phong dần dần đi lên một con đường hủy diệt của sinh mạng bản nguyên hủy diệt của hủy diệt bản nguyên cảm ngộ sau khi tìm hiểu hai thứ tất cả dần dần thành hình một bản nguyên hoàn toàn khác nhau va chạm làm cho la phong chấn động quá lớn hắn cần nhớ lại theo cần ngộ ra và giải thích những nghi hoặc ngộ ra những gì mờ ảo thời gian trôi qua năm tháng trôi qua ta phụng lệnh nguyên tổ đến hỏi thăm bao giờ ngân hà thủy tổ có thể chấm dứt tu luyện phụ thần vẫn còn tu luyện không được quấy dày tây mạc nói thẳng lúc trước la phong nói với nguyên tổ sau khi cảm ngộ hủy diệt hai người sẽ cùng nhau đột phá thành hư không chân thần sau đó xông vào luân hồi nhưng bây giờ la phong lại đắm chìm vào trong tu luyện rồi tây mạc sư huynh sư phụ còn trong tu luyện à nạp khả nhìn cửu giới sơn xa xa tiểu tử ngươi không phải là muốn nói cho sư phụ biết ngươi đã đột phá tới vũ trụ chi chủ sao tây mạc cũng đưa mắt nhìn trên cửu giới sơn la phong vẫn khoanh chân ngồi đợi sư phụ chấm dứt tu luyện tự nhiên sẽ biết được. Nạp khả cười hắc hắc. Thời gian trôi qua, hoa cỏ trên cửu giới sơn không biết đã khô đi bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu người tới bái kiến La Phong, thậm chí đến cả tọa sơn khách cũng đều một lần. Nhưng La Phong vẫn một mạch đắm chìm trong tìm hiểu, tìm hiểu lần này hắn cho tất cả ý thức đều tụ tập, căn bản không phân tâm chút nào, tự nhiên không có cách nào tiếp đãi người khác. Kỳ nguyên thứ 36 vạn sau ngày vũ trụ nguyên thủy hủy diệt. Tây Mạc, Mà La Tát đều ở đây, thủ hộ dưới chân núi, không cho bất kỳ cường giả nào tới quấy giày La Phong. Giáo! La Phong áo bào trắng ngồi trên đỉnh núi đột nhiên mở mắt. Hả? Tây mạc, mà La Tát đồng thời quay đầu nhìn qua, hai người bọn họ đều chớp lên, tới bên cạnh La Phong. Phụ thần! Tây mạc kích động chào. Chủ nhân! Mà La Tát cũng kích động vạn phần. La Phong liếc nhìn họ, mỉm cười gật đầu, nói. Tây mạc, ngươi đi thông báo, nói là ta đã đình chỉ tu luyện rồi tin rằng không ít người muốn gặp ta. Dạ, phụ thần. Tây Mạc nói ngay, lập tức lóe lên liền biến mất. Mà La Tát. La Phong nhìn hộ vệ thật thà phúc hậu bên cạnh. Người cũng phải đợi lâu quá nhỉ. Mà La Tát thật thà phúc hậu cười. Đương nhiên là lâu. Nó là cao thủ tịch mịch. La Phong có thể xem như vừa là đối thủ vừa là chủ nhân của nó. Nó tự nhiên chờ mong có vài thứ gì đó mới, tỉ như đi sông vào luân hồi. Chủ nhân, ngài đột phá không? Mà La Tát vội hỏi. Đương nhiên có chút tiến bộ. La Phong nói. Nếu tự mình đi cảm thụ một lần vũ trụ nguyên thủy hủy diệt mà không có tiến bộ chút nào, ta quả là quá ngu dốt rồi. Trước khi đi cảm ngộ lần này, về mặt cảnh giới, La Phong đã đạt tới hư không chân thần cực hạn rồi. Các vũ trụ chi chủ, bình thường tự nghĩ ra bí pháp từ cấp 3 tới cấp 5. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều kẹt ở cấp 5 đỉnh cấp, có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 6. Nếu không thật sự muốn theo con đường thần lực, thì về mặt cảnh giới đã đạt tới yêu cầu chân thần rồi. Chân thần, bình thường tự nghĩ ra bí pháp là cấp 7 tới cấp 9, như hỗn độn, thần nhãn, xác hợp, đều là cấp 9 đỉnh. Nếu có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 10, có thể thành hư không chân thần rồi. Hư không chân thần, bình thường là cấp 11 tới 13, nếu có thể sáng chế ra bí pháp bậc 14, là có thể thành vĩnh hằng chân thần. Như La Phong lúc trước đấu với giới thú Mạc Hà, đã có thể sáng tạo ra bí pháp bậc 12 đỉnh trải qua trên 6 vạn ức kỷ nguyên tu luyện, trường kỳ trao đổi với Ma La Tát, cũng có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 13 đỉnh. Đó là trình độ hư không chân thần cực hạn rồi. Còn lần này La Phong tìm hiểu 36 vạn kỷ nguyên, lại có tiến bộ rất lớn. Hủy diệt của sinh mạng bản nguyên, hủy diệt của hủy diệt bản nguyên. Làm La Phong tìm hiểu ra hủy diệt chi đạo, về mặt cảnh giới, La Phong đã bước vào giai đoạn vĩnh hằng chân thần. Đương nhiên hắn đã tự mình cảm thụ vũ trụ nguyên thủy đại hủy diệt một lần, dù sao càng tới hậu kỳ, muốn tiến bộ một chút cũng là vô cùng khó khăn nhìn đông đế thủy tổ từ nguyệt thủy tổ luôn không có cách nào đột phá cũng có thể biết phong một thân ảnh bay tới chính là từ hân vừa nghe tin la phong tìm hiểu chấm dứt la phong cười nghênh đón anh cuối cùng cũng tu luyện kết thúc đến cả tọa sơn khách cũng tìm đến từ hân cười không vội la phong hỏi được rồi vũ trụ nguyên thủy bây giờ có được sinh ra chưa sinh ra rồi thời đại luân hồi mới đã bắt đầu. Từ hân gật đầu nói. Theo ta đến xem. La Phong sáng mắt lên. Bước một bước. La Phong dẫn Tử Hân tới bên bờ vũ trụ nhỏ của mình, rồi lập tức ra khỏi đó. Vũ trụ nhỏ của La Phong cách vũ trụ nguyên thủy cũng không xa. La Phong lướt mắt nhìn qua, ánh mắt xuyên thấu hư không, dễ dàng thấy được vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ nguyên thủy lúc này là một khoảng mông lung, khí lưu vô tận vườn quanh, chính là trạng thái vừa sinh, bên trong nó cũng đang chậm rãi thai ngén thời kỳ đầu thời đại luân hồi, những sinh mạng sẽ được sinh ra rất khác nhau. Hưng rồi suy. La Phong nhìn thấy cảnh sinh cơ trước mắt, không khỏi nói khẽ. Vũ trụ nguyên thủy lúc trước sinh sôi đến cực hạn, số lượng cuộc sống đã đạt đến cực hạn, sức chịu được của nó cũng đạt đến cực hạn, vì vậy nó đại hủy diệt quyết liệt, lần hủy diệt đó cũng là để cho lần ra đời mới này. La Phong càng hiểu rõ thêm về hủy diệt chi đạo của mình. Hả? La Phong động tâm. Chúng ta trở về đi từ hân nhìn về phía la phong nguyên tổ đến la phong nói một thần lực hóa thân của nguyên tổ tới trong vũ trụ nhỏ của la phong lần này cảm ngộ như thế nào nguyên tổ hỏi có đột phá la phong nói hẳn là có thể bước vào vĩnh hằng cấp độ vĩnh hằng cấp độ nguyên tổ dù rất tỉnh táo nhưng cũng không khỏi chấn động la phong gật đầu vũ trụ nhỏ ta muốn tăng lên sẽ mất không ít thời gian đợi đến khi vũ trụ nhỏ ta diễn biến xong nguyên tổ sẽ tiến hành tấn cấp như thế hai chúng ta gần như đột phá thành công cùng lúc tốt ta trở về chuẩn bị nguyên tổ gật đầu nguyên tổ cũng biết lần này tìm hiểu là chỗ tốt mà la phong có được sau khi giải quyết hạo kiếp giới thú bằng vào tìm hiểu lần này la phong đã đột phá được nút thắt mấu chốt bước vào cấp độ vĩnh hằng chân thần hơn nữa la phong cũng cứu hắn nguyên tổ thật ra không hề ghen ghét gì chỉ là thán phục thôi la phong đi gặp tọa sơn khách hỗn độn thành chủ rồi lập tức bắt đầu đột phá khởi đứng bên trong không gian bản nguyên vũ trụ nhỏ là phong hét lớn một tiếng ầm 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 thông đạo hư không dài rằng giặc liên tiếp sinh ra những thông đạo hư không đều xuất hiện trong hư không ngoài mười vạn chư thiên vị diện không hề thương tổn tới bất kỳ vị diện không gian nào chỉ thấy những thông đạo hư không tràn ra khí lưu hỗn độn vô tận vách ngăn vũ trụ nhỏ bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng lan tràn mở rộng mười một ước năm ánh sáng mười hai ước năm ánh sáng thể tích vũ trụ nhỏ không ngừng tăng vọt. Khi thể tích vũ trụ nhỏ càng lớn, không gian mà mười vạn chư thiên chiếm cũng nhỏ đi một cách tương đối. Hư không càng nhiều, hư không càng nhiều, tự nhiên La Phong càng kéo theo nhiều thông đạo hư không. Khí lưu hỗn độn vô tận tràn vào, xúc tiến tiến hóa, việc tùy ý cung ứng để tiến hóa cũng chỉ lúc đột phá mới có. Chỉ là cung ứng cho bản thân vũ trụ nhỏ trưởng thành, về phần thân thể, yêu cầu thần lực của La Phong phải từ từ thôn vệ chuyển hóa tích lũy. 29 nước năm ánh sáng 30 ức năm ánh sáng, 31 ức năm ánh sáng. Vũ trụ nhỏ không ngừng bành trướng, chẳng mấy chốc đã vượt qua đông đế thánh địa. Quá lớn! Ngân hà thánh địa vũ trụ, rốt cuộc hội biến thành lớn đến đâu? Đường kính đã trên 50 ước năm ánh sáng rồi, to hơn cả đông đế thánh địa. Trong hư không vũ trụ hải, đang có không ít chân thần, vũ trụ chi chủ đứng nhìn, có tộc nhân loại, cũng có hồng minh, còn có tộc quần khác, ai nấy đều chứng kiến việc này. Tọa sơn khách cũng nhìn cảnh này, nhẹ giọng cười còn rất sớm. La Phong lần này muốn một lần thành vĩnh hằng chân thần, bây giờ tự nhiên rất còn sớm. Khuếch trương Điên cuồng khuếch trương Rốt cục đạt tới đường kính 100 ức năm ánh sáng, trong vũ trụ ngân hà thánh địa, bản thân La Phong cũng đang phát sinh lột xác. Thần lực La Phong há mồm hút mạnh, nhất thời thần lực từ bên trong không gian bản nguyên, qua trên 6 vạn ức kỷ nguyên thôn phệ chuyển hóa, điên cuồng tràn vào, qua trên 6 vạn ức kỷ nguyên, thần thể La Phong vốn đã đạt tới hoàn mỹ đỉnh cao khi hóa hải hắn đã có đường kính 12 năm ánh sáng, đồng thời còn chứa đựng thần lực vô tận. Lần này đột phá, thần lực tiến hóa gấp trăm lần. Trên 6 vạn nhiều ước kỷ nguyên miệt mài, trong nháy mắt đã tiêu hao 8 phần, làm thân thể la phong, đạt tới trình độ viên mãn, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là viên mãn ở hư không chân thần thôi. Tích lũy lâu như vậy, vẫn không đủ. Một khi ta thành vĩnh hằng chân thần, thần lực của ta vẫn thiếu rất nhiều, la phong lắc đầu. Tiếp tục, sau khi thân thể đột phá, trong hư không ngân hà thánh địa vũ trụ xuất hiện rất nhiều thông đạo hư không khí lưu hỗn độn vô tận tràn vào không ngừng được thu nạp chuyển hóa làm vũ trụ nhỏ tiếp tục khuếch trương một trăm linh một ức năm ánh, 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 ánh sáng một trăm linh hai ức năm ánh sáng ba trăm ức năm ánh sáng sáu trăm ức năm ánh sáng một mạch khuếch trương cũng mất rất nhiều thời gian chân thần và các vũ trụ chi chủ các tộc sớm đã lặng người trời đất đông đế thánh địa vũ trụ cũng mới có ba mươi ức năm ánh sáng ngân hà thánh địa vũ trụ của la phong rốt cuộc to như thế nào còn lúc này vũ trụ nhỏ của nguyên tổ cũng bắt đầu lột xác thể tích nhanh chóng bắt đầu khuếch trương vũ trụ nhỏ của nguyên tổ cũng khuếch trương rồi đã đạt tới 18 ức năm ánh sáng còn đang khuếch trương hắn không đáng sợ như ngân hà lĩnh chủ chứ cường giả các tộc thảo luận với nhau đồng thời cũng hâm mộ nhân loại vì nhân loại có tới hai đại thánh địa vũ trụ vũ trụ nhỏ của nguyên tổ đã đình chỉ khuếch trương rồi đường kính đạt tới 52 ức năm ánh sáng không có cách nào so được với ngân hà lĩnh chủ nguyên tổ chính là người đi sau nhưng thành công trước một bước khi vũ trụ nhỏ của nguyên tổ đạt tới 52 ức năm ánh sáng cái của la phong đã trên 900 trăm ước năm ánh sáng qua thêm gần một tháng nữa rốt cục đạt tới một ngàn ức năm ánh sáng rốt cục tất cả dừng lại một ngàn ức năm ánh sáng tọa sơn khách cũng chấn động truyền thuyết đây là truyền thuyết vũ trụ nhỏ cấp vĩnh hằng đạt tới bước này đã là viên mãn chỉ tồn tại trong truyền thuyết phụ thần, quá lợi hại. Tây ma cũng kích động vô cùng. Các chân thần ngoại tộc đều chết lặng người, nhưng họ cảm thấy việc này cũng có thể chấp nhận được, vì người sáng tạo tất cả kỳ tích này chính là La Phong. La Phong, sớm đã là một truyền thuyết trong vũ trụ hải rồi. Thần lực của ta một lần nữa ngưng tụ gấp trăm lần, phía sau La Phong, sáu cặp cánh chim trải ra, trên sáu vạn ước kỷ nguyên trước, hắn không thể hoàn toàn khôi phục được cặp cánh thứ năm, nhưng bây giờ chỉ khoảnh khắc đã khôi phục tốt thần lực trong vũ trụ nhỏ của ta dự trữ vẫn không đủ ta bây giờ hóa hải cũng chỉ có thể đạt tới đường kính hai năm ánh sáng thôi thần lực dự trữ lúc trước khi thành hư không chân thần thì hoàn toàn vừa đủ thành vĩnh hằng chân thần vẫn còn kém rất nhiều may mà ta vũ trụ nhỏ bây giờ to hơn trước nhiều hiệu suất chuyển hóa thôn vệ thần lực cũng cao hơn la phong gật gật đầu ngân hà thánh địa vũ trụ quá lớn hút vào khí lưu hỗn độn hình thành một vòng xoáy khổng lồ cho dù là vũ trụ chi chủ cũng phải ngồi cung điện trí bảo xuyên qua nếu không sẽ bị nghiền nát. Hư! La Phong bước bước một, rời khỏi không gian bản nguyên, đi tới cửu giới sơn trong ngân hà thánh địa vũ trụ. Người trong nhà đều đang đợi La Phong tại đây. Ha ha! La Phong cười đi qua, đột nhiên nụ cười của hắn động lại. Một luồng chấn động vô hình xuất hiện trong ngân hà thánh địa vũ trụ, truyền tới tin tức. Một năm mà, La Phong lẩm bẩm nói. Hắn hiểu. Bây giờ hắn đột phá thành vĩnh hằng chân thần, trong vòng một năm phải xông vào luân hồi. Nói là một năm, vì nguyên tổ sớm hơn hắn gần một tháng đã đột phá thành công chỉ cần hai người bọn họ cùng xông vào luân hồi vậy trên thực tế thời gian cho la phong chỉ có 11 tháng thôi ba mẹ la phong vừa cười rồi đi tới cha mẹ la phong và nguyên tổ gặp nhau một lần sau khi nói chuyện cũng ước định 10 tháng sau sẽ đi tới khuynh phong giới xông vào luân hồi còn 10 tháng là thời gian an bài tất cả mọi việc trong 10 tháng này la phong gặp rất nhiều người từ địa cầu một đường trưởng thành có rất nhiều người ảnh hưởng tới hắn. Những đứa con u hải nhất mạch vẫn còn sống, như đám tây mạc chẳng hạn. Những lão hữu địa cầu nhất mạch, như Ngụy Văn. Lúc trước gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, cũng quen rất nhiều hào hữu, bá lan, nhung quân đồ man ô tạp. Tuy nói họ thiên phú không tệ, nhưng muốn thành vũ trụ chi chủ là cực khó, thành chân thần càng khó hơn. Như La Hải, nhi tử của La Phong, có kỳ ngộ có điều kiện tuyệt đối, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng cũng chưa từng đột phá tới vũ trụ chi chủ bá lan và nhung quân cuối cùng đều thành vũ trụ chi chủ ô tạp chỉ là một vũ trụ tôn giả về phần nhóm người thiên tài chiến năm đó có một và người chết trong tôi luyện có một vài người căn bản không thể thành bất hủ căn bản không đợi tới lúc nhân loại tìm được văn minh viễn cổ ba huynh đệ địa cầu lúc trước không cần nói về la phong hồng thì tự nhiên đã là chân thần về phần lôi thần mặc dù có la phong trợ giúp có địa cầu nhất mạch trợ giúp dù sao đối với địa cầu nhất mạch thì lôi thần tuyệt đối là một nguyên lão nhưng lôi thần cũng chỉ khó khăn lắm mới thành vũ trụ chi chủ chân diễn cũng chỉ dừng lại ở vũ trụ chi chủ bước này sư phụ trong vũ trụ nhỏ của con sư phụ hoàn toàn có thể đột phá thành chân thần là phong nói với chân diễn đối với con thì việc tách ra một viên vũ trụ nhỏ cũng chẳng là gì cả phách du hầu thì chân diễn hơi thấp thỏm năm đó tại ma âm sơn nàng tuy đã tính toán ta cũng là có nguyên nhân thôi nhưng là việc lâu lắm rồi sư phụ không cần để ý La Phong nói. Phách Du Hầu sở dĩ lúc trước tính toán La Phong cũng là vì trả thù chân diễn. Việc này còn liên quan tới một đoạn tình sử. Người yêu chân diễn sớm đã chết, chân diễn cũng vô cùng áy náy. Biết rõ Phách Du Hầu hận hắn, nhưng hắn chỉ có thể nhịn. Phách Du Hầu tính toán La Phong, sau đó khi cha ra, cũng là chân diễn cầu tình cho Phách Du Hầu. Lần này rời đi tới vũ trụ nhỏ, Phách Du Hầu được đưa tới vũ trụ nhỏ của nguyên tổ, cũng là nhờ chân diễn trợ giúp. Thậm chí, veo, veo. Chiếc Tinh Thần Tháp và một chiếc chu thuyền khác đang nhanh chóng xâm nhập vào khuynh phong giới. Hai người bọn họ, một là Vĩnh Hằng Chân Thần, một là Hư Không Chân Thần, tự nhiên rất dễ dàng vượt qua nhiều cản trở, họ sớm đã biết đại khái vị trí luân hồi rồi. "Nguyên tổ, cảm giác được triệu hoán không?" La Phong truyền âm hỏi. "Cảm giác được chứ, ở ngay phía trước." Nguyên tổ cũng truyền âm tới. Dựa theo một vài bản đồ do các thế hệ cường giả sông vào luân hồi lưu lại, luân hồi ở ngay phía trước. Khoảnh khắc, tinh thần tháp phía trước, chu thuyền ở phía sau, đã bay tới một khu vực rộng lớn. Đó là La Phong nhìn ra xa, cạnh hắn là Ma La Tát Đó hẳn là luân hồi. Ma La Tát cũng nói, La Phong nhìn lại, trong một khoảng hư vô giữa không gian rộng lớn, chỉ có năng lượng thông đạo khổng lồ có đủ màu, bên ngoài có cửa vào lưu động, lối vào thông đạo đó, thoáng có rất nhiều thân ảnh mơ hồ, có thứ giống nhân loại, có thứ giống như là thú loại, liếc mắt nhìn thấy vô số thân ảnh giang lóe lên ở lối vào thông đạo chính là luân hồi la phong cũng cảm ứng được lực triệu hoán siêu cường đồng thời quy tắc trí cao cũng chuyển đến rất nhiều chấn động hiển nhiên chỉ dẫn la phong nguyên tổ tiến vào bên trong luân hồi cộng với bản đồ do đời đời thời đại luân hồi chuyển xuống cũng chỉ về phía đó thăm dò trước một phen nguyên tổ truyền âm Ưm uhm. la phong đồng ý hai người bọn họ bắt đầu thăm dò cửa vào luân hồi nhưng dò xét như thế nào cũng không thể biết được tình huống nội bộ. La Phong, con đi trước, hay là ta? Nguyên tổ truyền âm tới. Con đi trước. La Phong rất tự tin, tinh thần tháp của mình chính là binh khí thần vương, mình lại là vĩnh hằng chân thần. Hơn nữa giữa hắn và nguyên tổ phải có một người đi trước, cũng không thể để nguyên tổ đi trước được. Giao. Tinh thần tháp từ từ phi hành, một bộ phận bắt đầu dần dần tiến vào luân hồi thông đạo, sau đó hoàn toàn vào trong. La Phong, la phong la phong nguyên tổ lại không cảm ứng được la phong nữa lúc này lấy ra một lệnh bài đây là truyền tấn lệnh bài trong vũ trụ nhỏ của la phong vẫn có một thần lực hóa thân tự nhiên cũng có truyền tấn lệnh bài la phong nguyên tổ thần lực la phong hóa thân đáp lại như thế nào nguyên tổ truy vấn vào đi không có việc gì cả la phong trả lời la phong vẫn đang chấn động hắn đích xác không gặp phải nguy hiểm gì hơn nữa vừa tiến vào luân hồi thông đạo đã cảm giác khoan khoái vô cùng. Luân hồi thông đạo này, La Phong đứng trong tinh thần tháp nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một khoảng lưu quang dọc luân hồi thông đạo, vô số những cái bóng mơ hồ chốc chốc hiện lên, chốc chốc biến mất, có một vài bộ dáng nhân loại, có một vài là bộ dáng dị thú, có một vài là bộ dáng thực vật, tóm lại rất quái lạ, vô số cái bóng đang nhanh chóng bay qua. Rốt cuộc chuyện gì thế? La Phong ăn bài Malata tới một khoang khác, rồi lập tức lật tay, trong tay xuất hiện một cái kim tinh. Đây là kim tinh của Tọa Sơn khách. Giao. Chỉ thấy phía trên kim tinh ngưng tụ ra một thân ảnh, chính là Tọa Sơn khách. Tọa Sơn khách mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Ồ, đã tiến vào luân hồi rồi. Sư phụ. La Phong nhìn Tọa Sơn khách, hắn có quá nhiều nghi hoặc. Sư phụ người rốt cuộc muốn ta làm cái gì, bây giờ có thể nói ra rồi, còn nữa, tại sao sư phụ có cửu kiếp bí điển, còn có tinh thần tháp, đây là binh khí thần vương mà. Ha ha ha, từ từ. Từ từ, chúng ta không thiếu thời gian." Tọa Sơn khách ha ha cười. La Phong hít sâu một hơi. "Sư phụ, xin nói." "Ta biết rất nhiều, nhiều hơn nhiều so với con tưởng tượng." Tọa Sơn khách nói. "Tinh thần tháp, thật ra là binh khí thần vương, hơn nữa, cũng thật ra là do ta luyện chế." "Cái gì?" La Phong ngạc nhiên. Tọa Sơn khách luyện chế binh khí thần vương? Chẳng lẽ Tọa Sơn khách là thần vương? Nhưng Tọa Sơn khách có vũ trụ nhỏ đây là sự thật. Ta có thể luyện chế ra tinh thần tháp, tự nhiên là thần vương, hơn nữa là thần vương sở trường luyện chế trí bảo. Tọa sơn khách nhìn La Phong, trong mắt có nét cười và đắc ý. Ta chính là tấn tri thần vương. Tấn tri thần vương. La Phong ngẩn ra. Tọa sơn khách sao lại là tấn tri thần vương. Mình từng xem xét tinh thần tháp trong tấn chi thế giới, nhưng ý thức hư ảo của tấn tri thần vương trong tấn chi thế giới căn bản không phân biệt ra mà nhưng ta đã từng xem xét tinh thần tháp trong tấn tri thế giới la phong không kìm được hỏi đừng nóng nghe ta từ từ nói tọa sơn khách trong mắt có vẻ rất phức tạp la phong ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe cẩn thận hắn có một loại cảm giác tọa sơn khách sợ chính là tấn tri thần vương thật trước hết nói đơn giản về phân chia thực lực câu chuyện kế tiếp cũng dễ dàng giải thích hơn tọa sơn khách nói từ chân thần chân thần hư không chân thần vĩnh hằng chân thần hỗn độn chúa tể xưng thánh, thần vương. Chân thần tới vĩnh hằng chân thần, chắc hẳn con đều biết được rồi. La Phong ngoan ngoãn gật đầu. Vĩnh hằng chân thần, một ý niệm là hình thành vũ trụ nhỏ, họ đã ngộ ra một vài ảo diệu của bản nguyên vũ trụ. Tạ Sơn Khách nói, tỷ như ngộ ra thủy hỏa chi nguyên, ngộ ra thời gian không gian chi nguyên, ngộ ra quang ám chi nguyên, chỉ cần ngộ ra một loại là trở thành vĩnh hằng chân thần. La Phong ngộ ra sinh diệt chi nguyên. Sinh diệt chi nguyên, chỉ bắt đầu của hủy diệt chi đạo của La Phong mà thôi. Tiến thêm một bước, phải khống chế hỗn độn. Các loại quy luật, tất cả đều xuất phát từ hỗn độn, đó mới là quy luật trung cực, khống chế hỗn độn, là chúa tể hỗn độn, đủ để xưng thánh, bước này cũng vô cùng khó khăn, chẳng biết bao nhiêu vĩnh hằng chân thần không thể đột phá, ta lúc trước vào lúc tấn quốc huy hoàng nhất, dưới trướng có rất nhiều vĩnh hằng chân thần, nhưng chỉ có hơn 10 xưng thánh mà thôi. Một khi khống chế được hỗn độn, có thể đem chân thần chi tâm của mình diễn biến thành hỗn độn không gian tất cả đều phải tự mình thôi phát diễn biến sau đó phải sau khi biết khống chế quy luật hỗn độn mới có thể làm được tạ sơn khách la phong động tâm mình cũng có chân thần chi tâm chân thần chi tâm được giấu kín trong không gian linh hồn khai thông với bản nguyên vũ trụ nhỏ mà thôi có hỗn độn không gian rất nhiều thần lực được cất giữ trong đó tạ sơn khách nói có thể tích lũy thần lực càng ngày càng nhiều nếu tiến thêm một bước là trở thành thần vương cảnh giới rất cao có thể khống chế không gian hỗn độn trong cơ thể diễn biến thành một vũ trụ nhỏ tọa sơn khách cười nói tấn chi thế giới chính là một viên vũ trụ nhỏ ta mở trong cơ thể viên vũ trụ nhỏ này nhìn nhỏ nhưng kỳ thực cũng có thể thai ngén ra vô số cường giả muốn một vũ trụ hoàn thiện cường đại tất cả đều phải dựa vào chính mình để thúc đẩy la phong thán phục như vũ trụ nhỏ của mình việc khuếch trương diễn biến tất cả đều là tự nhiên biến hóa bản thân la phong căn bản không hiểu gì muốn mở ra trong cơ thể một vũ trụ nhỏ trước hết phải hóa ra hỗn độn không gian rồi chủ động diễn biến ra một vũ trụ việc này yêu cầu phải nắm giữ ảo diệu vũ trụ tới một trình độ không tưởng tượng nổi thần vương khác nhau cũng có sở trường khác nhau tạ sơn khách nói vũ trụ nhỏ trong cơ thể mở ra cũng sẽ khác nhau như ta vốn sở trường luyện bảo mở ra vũ trụ xem như tương đối tinh xảo có một vài thần vương khi mở ra vũ trụ cũng rất thô xưng thánh thần vương một người có thể khống chế hỗn độn, một người càng có thể tự động mở ra vũ trụ. Tọa sơn khách bên cạnh vẫn tiếp tục nói. Chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, xưng thánh, thần vương. Tọa sơn khách nói. Kỳ thật trên thần vương, trong truyền thuyết còn có một cảnh giới cao hơn nữa. Truyền thuyết nói rằng, tới cảnh giới đó, thậm chí quy tắc trí cao, cũng không thể hạn chế. Trong truyền thuyết, tới cảnh giới đó thậm chí có thể chế định quy tắc trí cao. Tọa sơn khách trong mắt có vẻ kỳ vọng. Chỉ là ta tìm hiểu thời gian vô tận vẫn không sao vượt qua một bước đó. Trên thần vương, thật có một cảnh giới cao hơn. La Phong hoài nghi. Hẳn là có. Tạ Sơn khách nói. Tỷ như một người chính thức vô địch tuyệt đối, nguyên, nguyên, hẳn là vượt qua bước đó rồi, đương nhiên cảnh giới đó lợi hại bao nhiêu thì thuần túy là tưởng tượng. Nguyên, La Phong giật mình. Liệt nguyên thuật mình tu luyện, không phải người sáng tạo chính là nguyên sao? Còn hẳn là chiếm được liệt nguyên thuật rồi. Tọa Sơn khách cười nhìn La Phong. Đó tuyệt học của Nguyên. Làm sao sư phụ biết? La Phong kinh ngạc. Mặc dù Tọa Sơn khách là tấn chi thần vương. Nhưng Tọa Sơn khách chưa bao giờ tiến vào tấn chi thế giới. Mình tìm được liệt nguyên thuật. Chỉ có ý thức hư ảo tấn chi thần vương là biết được mà thôi. Tọa Sơn khách cười ha ha nói. Còn hỏi, mấy trăm vũ trụ chi chủ của tử nguyệt thánh địa và phe liên quân trong nháy mắt bị diệt. Bằng vào thực lực con khẳng định không làm được, con cũng không có quyền ra lệnh cho bốn vị tướng quân chỉ có một loại khả năng đó là con vượt qua âu khải lâu chiếm được liệt nguyên thuật ý thức hư ảo của ta mới có thể trao tặng cho con quyền lực trí cao tại tấn chi thế giới con mới có được quyền uy bao trùm trên bốn vị tướng quân mới có thể một lần hành động giết chết mấy trăm vũ trụ chi chủ la phong giật mình ngoài ra tạ sơn khách bản thân ta cũng có một đồ quyền liệt nguyên thuật khi con thành vũ trụ chi chủ chuẩn bị khi ý chí con tôi luyện tới mức mạnh hơn một chút ta sẽ cho con học liệt nguyên thuật không ngờ con vừa thành vũ trụ chi chủ không lâu Thì thể ta lúc trước lại đến con vào tấn chi thế giới học xong liệt nguyên thuật đồ quyền liệt nguyên thuật ta mang theo cũng vỡ vụn nốt nguyên lưu lại tuyệt học tự nhiên lưu lại nhiều đồ quyền nhưng chỉ cần có ai đó học được những đồ quyền khác đều sẽ cảm ứng được tự động nát ra tạ sơn khách nói la phong kinh ngạc đồ quyền liệt nguyên thuật ta mang theo đã nát u hải vô tận của con từng bắn ra những luồng công kích ý chí hơn nữa mấy trăm vũ trụ chi chủ trong nháy mắt cũng bị diệt kết hợp lại còn phải hỏi sao tự nhiên là con luyện thành liệt nguyên thuật rồi tọa sơn khách cảm khái nguyên là một nhân vật vô cùng siêu nhiên tuyệt học liệt nguyên thuật uy danh hiển hách các thần vương cũng thèm thuồng đáng tiếc muốn học thì tốt nhất phải là pháp tắc chi chủ cao nhất là chân thần cao hơn nữa căn bản không thể học liệt nguyên thuật được các thế lực lớn cho thiên tài đi thử nhưng tất cả đều thất bại sư phụ la phong vội hỏi Rốt cuộc chuyện gì thế? Chuyện cũ của ta, nay ta nói cho con, nghe xong con sẽ hiểu." Tọa Sơn khách bắt đầu. La Phong lắng nghe cẩn thận. Đây là câu chuyện Tọa Sơn khách che giấu sâu nhất. Ở cuối vũ trụ hải, nơi đó có một vùng đại lục, tên là Khởi Nguyên đại lục, cũng là chỗ mà các người gọi là Văn Minh Viễn Cổ các tộc." Tọa Sơn khách nói. La Phong sực nghĩ ra. Văn Minh Viễn Cổ, Văn Minh Viễn Cổ lại chính là Khởi Nguyên đại lục, lại ở cuối vũ trụ hải trên khởi nguyên đại lục ta từ một bộ lạc mà trưởng thành được thu nạp vào một tông phái luyện bảo trong tông phái ta và sư tỷ yêu nhau ta cưới nàng ta lại là thiên tài tuyệt thế sở trường luyện bảo bước từng bước quật khởi dùng tông phái làm chỗ dựa vững chắc cuối cùng dùng tông phái làm căn bản thành lập nên tấn quốc ta là tấn quốc quốc chủ có thể tử yêu thương có thần tử cường đại trung thành đứng trên đỉnh cao nhất vô cùng tốt đẹp đáng tiếc không có hưng thịnh vĩnh hằng Tọa Sơn khách lắc đầu. Qua thời gian vô tận, thực quốc bất ngờ đánh tấn quốc của ta, giết vợ ta, giết thần tử huynh đệ ta, hủy tấn quốc ta, tất cả những gì của ta đều bị hủy trong tay thực quốc. Tọa Sơn khách trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng và cừu hận, trước mặt đệ tử hắn cũng không thể khống chế được. La Phong thở dài. Yêu nhau, biết nhau thời gian vô tận, tất cả đều bị hủy. La Phong cũng không thể tưởng tượng được đau đớn tới đâu. Hắn cũng chính là vì muốn thủ hộ mới liều mạng chém giết với giới thú mạc hà. Nếu có ai hủy diệt những gì hắn thủ hộ, e rằng La Phong cũng sẽ không tiếc tất cả mà trả thù. Muốn giết một vị thần vương là rất khó, ba vị quốc chủ truy sát ta, nhưng ta vẫn chạy trốn vào trong vũ trụ hải. Ta chạy trốn vào vũ trụ hải cũng không phản hồi, mà xâm nhập sâu trong vũ trụ hải. Bởi vì ta muốn nô dịch giới thú. Tạ Sơn khách nói. Nô dịch giới thú? La Phong khiếp sợ. Mình đã có thể nô dịch giới thú vương giả. Tạ Sơn khách gật đầu đúng giới thú hạo kiếp giới thú trên đại lục là một truyền thuyết là hạo kiếp đáng sợ nhất nhưng trong số rất nhiều quốc gia cường đại trên đại lục có một quốc gia tên là thiên mộc quốc đây là một quốc gia còn cường đại hơn cổ xưa hơn thực quốc thiên mộc quốc quốc chủ tên là tử mộc thần vương tử mộc thần vương từng bị diệt quốc tạ sơn khách nói sau đó hắn đảo vong tiến vào vũ trụ hải xâm nhập vào vũ trụ hải lại nô dịch được một con giới thú về tới khởi nguyên đại lục Giới thú trưởng thành tới đỉnh cao, sợ là cần không ít quốc gia liên hợp mới có thể chống cự, một con giới thú không khống chế được là một cơn ác mộng, nhưng từ Mộc Thần Vương nô dịch được giới thú, giới thú không còn phát điên mà ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có cừu địch của từ Mộc Thần Vương là bị nó hủy diệt. Về phần quốc gia khác, từ Mộc Thần Vương không công kích đã là may rồi, ai mà muốn trêu vào, có một con giới thú vương giả, Thiên Mộc quốc liền nhanh chóng quật khởi phát triển. Thời gian vô tận, nền tảng của Thiên Mộc quốc đã vô cùng cường đại. Giới thú còn thú trấn quốc của thiên mục quốc tự nhiên cũng không ít lần ra tay trở thành một truyền thuyết la phong nghi hoặc ta trong tấn chi thế giới đã từng điều tra sao không có ghi lại chi tiết giới thú ha ha tấn chi thế giới trong cơ thể ta mạnh nhất chỉ có thể thai ngén ra vĩnh hằng chân thần tọa sơn khách lắc đầu cơ sở dữ liệu quân bị thế giới sao có được tư liệu bí ẩn cỡ đó truyền thuyết này sớm đã truyền ra tử mộc thần vương cũng thừa nhận muốn nô dịch giới thú cường đại căn bản không thể làm được. Tạ Sơn Khách nói, chỉ có đi nô dịch giới thú còn chưa trưởng thành, do đó phải đi vũ trụ hải, ta mạo hiểm xâm nhập, kỳ thật không ít cường giả khi quốc gia bị diệt, cừu hận rất lớn, đều xâm nhập vào vũ trụ hải, muốn nô dịch giới thú. Tỷ như là đoạn Đông Hà ngồi thuyền vũ trụ, e rằng là một quân đoàn cường đại, sợ là muốn nô dịch giới thú chưa trưởng thành, đáng tiếc, đến cả ta cũng không làm được, họ tự nhiên nhất định đều chết cả, đến cả rút lui cũng không làm được. Tọa Sơn khách lắc đầu. Ta tiến vào vũ trụ hải, càng xâm nhập, càng phát hiện ra trong vũ trụ hải có nguy hiểm vô tận. La Phong nhíu mày. Nguy hiểm. Đồng thời, hắn cũng biết nguyên nhân cái thuyền vũ trụ rách tả tơi, biến thành tam đại tuyệt địa là như thế nào. Chẳng trách thuyền vũ trụ có một vài tin nhắn bên trong, nói là đi tới một con đường sai lầm, hối hận vô cùng. Hiển nhiên họ vô cùng tuyệt vọng nên để lại tin như vậy. Quy luật vận chuyển trí cao là không cho phép chúng ta xông vào nhưng luôn luôn có một đường sinh cơ, do đó cũng không hoàn toàn cấm. Nó chỉ cho ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đến cản trở ta. Tạ Sơn Khách nói, không được sự cho phép của quy tắc trí cao, ý chí bản nguyên không thể làm được, vì có quy tắc trí cao cho phép, ý chí bản nguyên vận dụng sức mạnh bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, rồi khống chế vũ trụ hải. Đó là việc rất đáng sợ, càng xâm nhập tới gần vũ trụ nguyên thủy, uy năng của nó lại càng gia tăng đáng sợ. Tọa Sơn khách lắc đầu. Người không thể tưởng tượng được đâu. Do đó ta hiểu, xông vào nữa là ta nhất định sẽ chết. Ta bắt đầu bố trí đường lui. Đầu tiên là tấn chi thế giới trong cơ thể ta lưu lại một ý thức hư ảo, lưu lại một đồ quyền liệt nguyên thuật. Hy vọng tấn chi thế giới sinh ra đời sau có ai đó có thể học được. Tạ Sơn Khách nói. Tiếp theo ta luyện chế một món bảo vật, đó là tinh thần tháp. Trong quá trình luyện chế đích xác đã xuất hiện việc bất ngờ, có một luồng kim quang dung nhập, ngược lại làm cho tinh thần tháp thành hình nhanh hơn, trở thành một binh khí thần vương. Tinh thần tháp phân 9 tầng, mỗi tầng có 3 tầng bí pháp, tổng cộng có 27 lớp bí pháp. Vì ta muốn đi vào sâu vũ trụ hài, đi tới vũ trụ nguyên thủy, do đó muốn chọn đệ tử cũng nhất định là người vũ trụ nguyên thủy. Tạ Sơn Khách nói, ta lưu lại bí pháp trên tinh thần tháp, tự nhiên cũng đã nghĩ tới việc an toàn cho đệ tử. Tầng thứ nhất tầng thứ hai tinh thần tháp, cộng có 6 lớp bí pháp, khi người chưa tới chân thần, vẫn thôi phát được. Tầng thứ ba và tầng thứ tư thực lực chân thần sẽ có thể thôi phát tầng thứ năm và tầng thứ sáu phải là hư không chân thần mới có thể thôi phát tầng thứ bảy vĩnh hằng chân thần thôi phát tầng thứ tám xương thánh có thể thôi phát tầng thứ chín thần vương có thể thôi phát tọa sơn khách cười nói đương nhiên đây trong điều kiện bình thường như người lúc trước là chân thần nhưng cảnh giới lại cực cao tự nhiên có thể thôi phát được tầng cao thâm hơn ta lúc trước luyện chế ra tinh thần tháp đặt bảo vật này ở tấn vương điện của ta. Tạ Sơn Khách nói, tấn vương điện mới là bảo vật quan trọng nhất của ta, cũng là một thứ binh khí thần vương. Ta đáp tấn vương điện tiếp tục xâm nhập, dần dần phát hiện ra ta không có cách nào tiến bước nữa, cũng trốn không thoát được, bị bước tới tuyệt cảnh, ta chỉ có thể lấy ra một chút sinh mạng ấn ký của ta, để trong tấn vương điện và thi triển kế hoạch. Tấn vương điện bay qua vũ trụ hải vô tận, vì bản thân ta đã chết, chỉ thi triển chuyển, chuyển sinh thuật dưới trạng thái đặc thù cũng chỉ còn lại chút sinh mạng ấn ký mà thôi bên trong tấn vương điện lại có khôi lỗi tiếp tục thúc đẩy nó bay ý chí bản nguyên không được quy tắc trí cao cho phép cũng không có cách nào hạn chế vật chết phi hành do đó ta rút cục đến được vũ trụ nguyên thủy chút sinh mạng ấn ký của ta chuyển sinh ngay tại trong vũ trụ nguyên thủy trở thành một sinh mạng đặc thù vì vậy mới có tọa sơn khách a à, la phong giật mình chuyển sinh thuật là bí thuật được quy tắc trí cao cho phép tọa sơn khách nói nhưng ta vẫn bảo trì ký ức lúc trước cảnh giới ta vô cùng cao ý chí của ta cũng cường đại vô cùng do đó quy tắc trí cao cũng hạn chế ta ý chí bản nguyên cũng liên tục nhìn chằm chằm vào ta chưa bao giờ có một khắc buông lòng một khi ta dám can đảm chạm đến quy tắc trí cao nó khẳng định sẽ nhân cơ hội chấn áp ta đối với quy tắc trí cao ta cũng chỉ biết chút bề ngoài do đó ta thậm chí không dám cùng ai toàn lực chiến đấu la phong giật mình chẳng trách tọa sơn khách luôn luôn không cứng chọi cứng với ai trước giờ hắn đều chỉ bày ra chút thủ đoạn. Vũ trụ nguyên thủy, đại biểu cho bản nguyên sinh mạng, có khả năng vô hạn. Tạ Sơn Khách nói, bất kỳ sinh mạng gì đều có khả năng sinh ra, điều kiện tiên quyết là có hoàn cảnh thích hợp, ta không tìm thấy đệ tử thích hợp, nên ta mình bồi dưỡng ra một đệ tử. Ta đầu tiên là muốn bồi dưỡng một tộc quần sở trường nắm giữ thân thể, trong kế hoạch của ta, nhân vật thiên tài của tộc quần, thân thể cấp độ 3, hẳn là có hy vọng đạt tới tầng thứ ba, có thân thể vô hạn vì vậy mới có diễm thần tộc có sư huynh người diễm đế tọa sơn khách lắc đầu ta lầm diễm đế thiên phú về thân thể tuy cao nhưng nhận thức hắn rất bình thường lại cực kỳ cố chấp mặc dù là một thiên tài tuyệt thế trong diễm thần tộc nhận thức của hắn vẫn không thể so được với hồng của địa cầu nhất mạch chứ đừng nói là ngươi ta bỏ qua phương pháp này bỏ qua diễm đế tuy nói cường giả có thần thể vô hạn mới là thiên tài chính thức nhưng mà ta cũng không thể cưỡng cầu Ta lúc đó nghĩ tới liệt nguyên thuật, bồi dưỡng ra một tộc quần có linh hồn đặc thù sẽ dễ đột phá. Tạ Sơn Khách nói, ta thí nghiệm rất nhiều, cuối cùng có địa cầu nhất mạch là ta vừa lòng nhất. Địa cầu nhất mạch trong lịch sử có những thiên tài được ta tuyển, nhưng đều thất bại khi kế thừa tinh thần tháp. Tinh thần tháp nhận chủ cực khó, nhưng theo ta thấy, nếu đến cả nhận chủ tinh thần tháp cũng không làm được, còn nói cái gì tu luyện liệt nguyên thuật, rốt cục, người xuất hiện, người kế thừa tinh thần tháp. Tạ Sơn Khách nói, về phần nhược điểm thân thể địa cầu nhất mạch các ngươi ta chỉ có thể dựa vào cửu kiếp bí điền để đền bù nhưng dù đền bù ngươi nhiều nhất cũng chỉ đạt tới mười nghìn không trăm tám mươi lần gen mà thôi lên nữa thì chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi tọa sơn khách cảm khái ta lúc trước lo lắng nhất là ngươi đi theo lộ tuyến thần thể sẽ rất khó may mà ngươi có một phân thân phân thân u hải có bí pháp thiên phú sáng tạo phụ trợ ngươi cuối cùng rốt cục cũng đột phá khó khăn thành công la phong giật mình hiểu rồi sư phụ giới thú tập kích mà sao sư phụ không đi nô dịch la phong hỏi thực lực không đủ à ta ở trong vũ trụ nguyên thủy khắp nơi bị hạn chế tạ sơn khách nói ý chí bản nguyên xem ta trở thành địch nhân lớn nhất sau đó ta thành chân thần đều chỉ theo con đường quy luật bình thường mà thành chân thần không dám làm cho ý chí bản nguyên có căn cứ gì khác chấn áp ta cơ sở của ta quá kém thần lực quá yếu mặc dù giới thú đứng trước mặt ta ta cũng không thể nô dịch nó nếu ta vẫn là thần vương tự nhiên có thể làm được huống chi ta sợ ta giao thủ với giới thú ý chí bản nguyên sẽ chấn áp ta nhân cơ hội hủy diệt ta la phong kinh ngạc ý chí bản nguyên cũng rất đối địch với giới thú mà không tương đối mà nói nó sợ ta hơn giới thú tạ sơn khách nói giới thú có thể hủy diệt vũ trụ nguyên thủy có khả năng thương tổn tới ý thức của nó nhưng ta chỉ cần cho ta trưởng thành ta lại chắc chắn có thể đoạt xáo vũ trụ nguyên thủy đoạt xá là phong nghĩ đến nguyên tổ nhưng ta sẽ không đoạt xá ta lần này chuyển sinh có cơ sở quá kém thậm chí chỉ theo con đường quy luật thành chân thần tạ sơn khách nói chẳng mấy chốc ta sẽ đột phá thành hư không chân thần sau đó đáp tấn vương điện xông vào luân hồi trở lại khởi nguyên đại lục một lần nữa chuyển sang kiếp khác chuyển sinh tại khởi nguyên đại lục ta sẽ không bị quy tắc trí cao hạn chế đến lúc đó ta sẽ dùng thần thể hoàn mỹ nhất đột phá tầng thứ ba thành chân thần tất cả đều đạt tới hoàn mỹ ta lúc đó mới có khả năng mạnh hơn về phần đoạt xá vũ trụ nguyên thủy ta vốn là thần vương cảnh giới ta rất cao đoạt xá đối với ta cũng không có ích lớn lắm đây cũng là lý do ta dù bỏ qua vũ trụ nhỏ của mình cũng phải bảo vệ vũ trụ nhỏ của ngươi tạ sơn khách nói mặc dù vũ trụ nhỏ của ta bị hủy nhưng ta đáp tấn vương điện vẫn có thể chạy qua luân hồi thông đạo tấn vương điện và tinh thần tháp của ngươi đều có tác dụng che chở linh hồn rất mạnh La Phong hỏi. Cuối luân hồi là khởi nguyên đại lục à? Ha ha ha. Tọa Sơn khách cười nói. Ta nói với con thế này nhé. Khởi nguyên đại lục chính là nguồn gốc của tất cả các duy độ không gian. Sau đó vùng đại lục đó được gọi là khởi nguyên đại lục. Tất cả duy độ. La Phong không truy vấn, chỉ là lắng nghe. Vũ trụ hải chung quanh khởi nguyên đại lục, nhìn như là hư không vô tận, kỳ thực có điểm khác nhau. Duy độ không gian, lệch một chút là tiến vào một vũ trụ hải thuộc duy độ khác có thể chia làm 3.000 suy độ vũ trụ hải. Tạ Sơn Khách nói, mỗi một vũ trụ hải đều có một vũ trụ nguyên thủy, đều có một luân hồi thông đạo. Luân hồi thông đạo có hai công dụng. Vũ trụ nguyên thủy thai ngén ra sinh mạng, nếu trở thành hư không chân thần, có thể thông qua luân hồi thông đạo đến khởi nguyên đại lục, đây là biện pháp thứ nhất. Nếu không thành hư không chân thần, một khi họ chết, linh hồn họ sẽ trực tiếp theo luân hồi thông đạo đi tới khởi nguyên đại lục. Nhưng trong luân hồi thông đạo, linh hồn nhỏ yếu sẽ bị tiêu diệt chỉ có linh hồn cường đại mới có thể đến khởi nguyên đại lục nhưng linh hồn đều mất đi ký ức kiếp trước tại khởi nguyên đại lục chuyển sang kiếp khác tạ sơn khách nói nói tóm lại từ ba ngàn vũ trụ nguyên thủy của duy độ khác nhau sẽ thay ngén ra những linh hồn cường đại đưa đến khởi nguyên đại lục khiến cho sinh mạng bên trong khởi nguyên đại lục sinh ra ai nấy đều rất cường đại vì linh hồn nhỏ yếu đã bị tiêu diệt trong luân hồi thông đạo rồi la phong hơi bị chấn động nguồn của tất cả duy độ không gian hạch tâm ba ngàn duy độ vũ trụ hài là cơ sở là căn bản phồn vinh của khởi nguyên đại lục khởi nguyên đại lục chính là nguồn của tất cả duy độ tọa sơn khách cảm khái cũng là nơi phồn vinh nhất một vài độc hành giả cường đại lưu lại truyền thừa bí ẩn của mình cũng có một vài tông phái cường đại bộ lạc thậm chí có quốc gia cường đại ngư long hỗn tạp thế lực rất nhiều đồng thời cũng hỗn loạn cũng vô cùng hơn nữa thường thường có những thiên tài quật khởi đến từ ba 000 suy độ vũ trụ hải. Thiên tài quật khởi. La Phong giật mình. Đúng. Tọa Sơn khách gật đầu. Con đừng nghi hoặc, tử nguyệt vì sao phải chèn ép nhân loại, vì sao phải giết con. Vì sao? La Phong truy vấn. Nguyên nhân vì tổng nhân loại, lúc đó chiếm được truyền thừa văn minh viễn cổ, có thể thấy nhanh chóng hưng thịnh, nếu không chèn ép, nhân loại có thể sinh ra rất nhiều chân thần, thậm chí có hư không chân thần. Tạ Sơn Khách nói còn con càng có tiền đồ vô hạn tùy ý cho con trưởng thành vậy tương lai có thể con sẽ đoạt xá vũ trụ nguyên thủy trước hắn một bước đoạt xá vũ trụ nguyên thủy la phong vội hỏi đúng tọa sơn khách gật đầu khởi nguyên đại lục thế lực hỗn tạp có rất nhiều truyền thừa bí ẩn những tiểu gia hỏa đến từ 3.000 vũ trụ hải không có kiến thức vì sao có thể quật khởi chính là vì một khi ý chí họ cường đại có thể đoạt xá vũ trụ nguyên thủy một khi đoạt xá thành công sẽ cảm ngộ được đủ loại ảo diệu bên trong vũ trụ nguyên thủy. Việc xưng thánh là rất dễ dàng, thậm chí có hy vọng nhòm ngó ngôi báo thần vương. Ta hoài nghi, Tử nguyệt hẳn là được một thế lực nào đó thu nạp, do đó biết bí mật đoạt xá vũ trụ nguyên thủy. Tạ Sơn Khách nói, Đông Đế cũng đã ở khởi nguyên đại lục, Tử nguyệt căn bản không tìm thấy, hắn chỉ có thể nhằm vào con, con tiềm lực quá đáng sợ, hắn đương nhiên phải đem hết toàn lực phá hủy con. Một khi tử nguyệt có ý chí hóa thánh, sẽ thử đoạt xá. Căn cứ vào ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy mạnh hay yếu, việc đoạt xá cũng khác nhau, bình thường ý chí hóa thánh là đoạt xá thành công, khó nhất cũng chỉ phải có ý chí bước vào thần vương, đã chắc chắn có thể đoạt xá thành công rồi." Tạ Sơn khách nói. "Ta vốn là thần vương, đoạt xá thì sao chứ? Kỳ thật ta căn bản khinh không thèm làm, chỉ là ý chí bản nguyên nó không tin, nó sợ ta, nhằm vào ta." La Phong giật mình, lập tức trở mong. Lúc đánh với giới thú Mạc Hà, hắn đã có ý chí hóa thánh rồi qua trên 6 vạn ức kỷ nguyên, hắn cũng có một chút tiến bộ, đặc biệt là ý chí dung nhập với vũ trụ nguyên thủy, như hóa thành vũ trụ nguyên thủy, cảm thụ một lần đại hủy diệt, càng làm La Phong có ảnh hưởng cực lớn, ý chí hắn bây giờ xem như đã là hóa thánh đỉnh cấp rồi. Còn lại tu luyện liệt nguyên thuật, việc dùng ý chí đoạt xá càng sở trường hơn. Tọa Sơn khách cười nói, chờ con khi tiến vào khởi nguyên đại lục, cứ thử một lần, cho thần lực hóa thân của con trong vũ trụ nhỏ tiến hành đoạt xá ý chí bản nguyên nguyên tổ làm sao lại bị chấn áp la phong truy vấn đây vốn là một việc khiêu khích tọa sơn khách cười nói do đó phải ly khai vũ trụ hải tới khởi nguyên đại lục mới có thể làm bản tôn con ở khởi nguyên đại lục ý chí bản nguyên muốn chấn áp bản tôn con cũng căn bản không có cách nào chấn áp à con hoàn toàn có thể lần lượt thử đoạt xá cho đến lúc thành công tiểu tử nguyên tổ ngu ngốc ý chí là cấp vĩnh hằng chân thần lại có vũ trụ giả định phù hợp với vũ trụ nguyên thủy đã có khả năng thành công rồi nhưng bản tôn hắn ở trong vũ trụ hải ý chí bản nguyên tự nhiên có thể dễ dàng chấn áp hắn tọa sơn khách cảm khái con và ta là thầy trò ta bồi dưỡng con con cũng hiểu mục đích của ta là chống lại ba quốc chủ thực quốc khi con sắp tiến vào khởi nguyên đại lục ta phải cho con vài câu cảnh báo khởi nguyên đại lục với tư cách là nguồn của tất cả duy độ vũ trụ thai ngén ra vô số chân bảo nhờ vậy mới có vô số thiên tài tràn vào các thời đại luân hồi của ba ngàn duy độ vũ trụ thời xa xưa đã có những thổ dân đại lục chiến đấu thổ dân quá ngu ngốc làm sao có thể so được với cường giả của ba ngàn duy độ vũ trụ dần dần các thế hệ cường giả càng ngày càng nhiều lại tiếp tục sinh sôi cho tới bây giờ cũng chiếm mất chín phần địa bàn ta cũng thuộc về trận doanh này về phần thổ dân chỉ có thể tránh trong vài nơi cằn cỗi nhưng chúng vẫn phản kháng như các con ở trong vũ trụ hải tìm thấy kỳ vật Tỷ như viên áo chi chủ từng dùng kỳ mộc chính là binh khí của thổ dân khởi nguyên đại lục tạ sơn khách nói chúng căn bản không biết luyện chế binh khí chỉ biết dùng kỳ mộc kim loại kỳ lạ để làm vũ khí còn có phải đã phát hiện ra binh khí rất nhiều binh khí trí bảo có vết máu không tọa sơn khách cười nói đó cũng bắt nguồn là những binh khí vứt đi khi chiến tranh trên đại lục trôi giạt vào vũ trụ hải trôi tới đó la phong gật gật đầu hiểu rồi Kỳ thật sau lưng vũ trụ nguyên thủy có rất nhiều bí mật, không biết, đều bắt nguồn từ đại lục. Quy tắc trí cao vì muốn bảo vệ các ngươi, do đó rất nhiều tin tức về đại lục, đều không thể nói ra. Tọa sơn khách cảm khái. Thậm chí chỉ có thể nói là văn minh viễn cổ, nói là văn minh viễn cổ đã bị diệt. Được rồi. Nói quá nhiều rồi, cuối cùng con nên nhớ. Tọa sơn khách nói. Đến cả thần vương cũng phải đào vong, ta chính là một trong số đó, con ngàn vạn lần phải cẩn thận phải bảo toàn tính mạng mới có hy vọng đối phó với ba quân chủ thực quốc nhớ kỹ còn sống mới là quan trọng nhất khởi nguyên đại lục có vô hạn hấp dẫn đang chờ con khai quật ý thức hư ảo của ta sắp tan biến nếu không tương lai bị địch nhân phát hiện e rằng sẽ biết được bí mật của ta đồ nhi con chỉ có thể dựa vào bản thân con trong tương lai thôi bành tọa sơn khách vỡ nát rồi tiêu tán la phong trầm mặc hồi lâu nguyên lai là như vậy nguyên lai có ba ngàn suy độ không gian mỗi một suy độ đều có một vũ trụ hài, một vũ trụ nguyên thủy, nguồn của chúng cùng là khởi nguyên đại lục. Được rồi, truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch. Trong luân hồi thông đạo, tinh thần tháp một mạch bay về phía trước, do có đủ thời gian, La Phong liền bắt đầu đọc khởi lại những ký ức chi thạch của truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch. Càng đọc, hắn càng hiểu nhiều hơn về khởi nguyên đại lục, nơi đó có tông phái, truyền thừa bí ẩn, có bộ lạc, có khi một thành là một thế lực, hoặc một sơn mạch rộng lớn là một thế lực, còn có đủ loại tổ chức bí ẩn đương nhiên mạnh nhất chính là các thần vương họ đều thành lập các quốc gia cường đại hoặc các thế lực lớn hùng mạnh vô số kể các loại tranh đấu từ những duy độ vũ trụ khác nhau phát triển thành những tổ chức tự nhiên đấu với nhau vô cùng thảm liệt trong lịch sử có rất nhiều thần vương bị diệt quốc thời gian trôi qua đám người la phong trong vũ trụ nguyên thủy duy độ cách khởi nguyên đại lục rất xa mặc dù thông qua luân hồi thông đạo cũng phải phi hành hơn một tháng hả la phong cảm giác được phía trước có dao động kỳ dị không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chủ nhân, ta cảm giác được, phía trước hẳn là tới nơi rồi." Bên cạnh Ma La Tát nói. La Phong gật đầu, trong mắt đầy vẻ chờ mong nóng rực. Lúc trước từng nói một câu sinh mạng của ta còn vì chiến đấu mà sáng chói, vì các con mà quang minh vô hạn. La Phong muốn thủ hộ thân nhân, nhưng cuộc sống bình thản không phải là thứ hắn thích, hắn khát vọng mạo hiểm, hắn khát vọng hấp dẫn, hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng thấy nhiều thứ đẹp hơn. Hiển nhiên khởi nguyên đại lục chính là nơi hắn muốn đi đó là nguồn của ba ngàn duy độ vũ trụ phía trước xuất hiện ánh sáng đôi mắt la phong nóng rực khởi nguyên đại lục ta đến đây ta tới đây chính là muốn đứng trên đỉnh cao trong nháy mắt tinh thần tháp đã biến mất trong vòng ánh sáng một hành trình rộng lớn huyền bí nhiệt huyết hơn nữa trên khởi nguyên đại lục đã bắt đầu như vậy kết thúc chọn bộ ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Chuyện Hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.